Ứng Quang Đại Sư Giáo Dục Gia Đình Pháp Ngữ Tập 1 Phần 1 Để hiểu giáo dục gia đình. Thế đạo loạn lạc như hiện thời đều là vì không có người khơi gợi, chỉ dẫn những điều ấy. Xét đến cội nguồn đều do trong gia đình chẳng khéo dạy dỗ, cũng như chẳng nói đến nhân quả báo ứng mà ra. Thiên hạ chẳng yên, thất phu thất phụ có trách nhiệm chú trọng giáo dục gia đình và nhân quả báo ứng, thì tự nhiên hiện tại sẽ đông đạo dấy lên, thiên hạ sẽ dần dần được thái bình. Đối với mọi người, xin hãy đều đem lời này khẩn thiết bảo ban. Đấy cũng là một đại sự quan trọng. Sống trong cõi trường học đạo, chính mình chưa đắc độ mà đã làm chuyện độ người, xin hãy sáng suốt suy xét thì may mắn lắm. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên thư trả lời cư sĩ Quán Tâm. A. Tổng luận. 1. Nêu tỏ ý nghĩa giáo dục trong gia đình là căn bản khiến cho thiên hạ thái bình. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Hà. Đời đã loạn đến cùng cực rồi, ai nấy đều mong mỏi bình trị, nhưng chẳng biết cội gốc thì có mong cầu cũng uổng công. Hãy nên gấp biết cái gốc nằm ở đâu. Sự dạy dỗ của người mẹ trong gia đình chính là căn bản khiến cho hiện tại được dấy lên đông đảo, thiên hạ thái bình. Chẳng chú trọng nơi ấy, làm sao đạt được binh chế? Mẹ dạy dỗ thì thứ nhất là thái giáo. Thái giáo chính là dạy dỗ về bẩm tánh, phẩm chất từ thổ đầu. Phàm nữ nhân sau khi có thai, hãy chú trọng suy nghĩ, tưởng niệm, xử sự sao cho chỉ một bề chân thành, cẩn trọng. Nhất cử nhất động chẳng trái lẽ tránh, nhất là phải nên vĩnh viễn dứt trừ những món tanh tưởi. Hằng ngày thường niệm Phật khiến cho thai nhi được bổn thụ chánh khí của mẹ, thì lúc sanh nở ắt được yên vui, không khổ sở. Sanh được đứa con tướng mạo đoan nghiêm, tánh tình từ thiện, thiện tư thông minh. Đến lúc con bắt đầu hiểu biết, liền nói cho nó nghe về đạo lý làm người như hiếu đệ trung tính, lễ nghĩa liêm sĩ, vân vân. Và tội phước nhân quả ba đời, luân hồi lục đạo chuyển biến, khiến cho trong tâm nó thường luôn có những điều kiêng sợ, có những điều mong mỏi, hâm mộ. Lại dạy nó niệm Phật, niệm Quan Thế Âm Bồ Tát để mong tăng phước, tăng thọ, chánh tai, chánh nạn. Chẳng cho phép nó nói lời dối trá, nói lời thị phi, đánh người, chửi người. Chẳng cho nó giẫm đạp giấy có viết chữ, giẫm đạp ngũ cốc, giẫm đạp hết thảy các món đồ vật. Chẳng cho nó ăn uống bừa bãi, chẳng cho nó tụ tập chơi giỡn cùng bọn trẻ cùng xóm. Hơi lớn lên bèn dạy nó đọc thuộc sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Văn Xương Âm Chất Văn, Quan Đế Giác Thế Kinh, để cho nó biết có khuôn phép để noi theo, có những điều ngăn cấm. Đối với mỗi điều đều nói sơ lược đại ý, để làm phương tiện hướng dẫn học mãi sau nó học hành sẽ được lợi ích. Lúc bé như thế càng học hành sẽ càng hiền thiện, lo gì nó chân đặt đến địa vị thánh hiền, rạng mày nở mặt tổ tông. Nếu không cứ mặc cho nó quyện thói kiêu căng, nuôi thành phường bại hoại, dẫu có thiên tư cũng chẳng biết học hành, là để học làm thánh hiền, nên càng học càng thêm tội bại. Những kẻ đại gian đại ác xưa nay đều là những kẻ có thiên tư tốt đẹp, có bản lãnh lớn lao, chỉ vì cha mẹ thầy giáo của chúng chẳng biết dạy chúng học thành thánh hiền, tận lực thực hiện, chỉ dạy bọn chúng học văn tự để làm căn cứ hòng đối phó với đời, mưu cầu lợi lộc, tri thức hèn tệ đến tột cùng. Đến nỗi những thảm kịch với kinh điển, với luân thường, tranh thành giành đất, tàn sát lẫn nhau ồ ạt diễn ra, mối họa loạn ấy đều do cha mẹ thầy giáo chẳng biết phương cách dạy dỗ con em mà ra. Dù chính họ chẳng làm điều ác lớn lao nào, những cái tội hoại loạn thế đạo nhân tâm cũng sẽ khiến cho họ đời đời kiếp kiếp cùng chịu ác báo giống như con em. Vì thế tôi nói, dạy con
là căn bản khiến thiên hạ thái bình. Nhưng dạy con gái càng quan trọng hơn nữa. Do con người thuở thơ ấu chuyên cậy vào mẹ dạy dỗ, cha chẳng thể thường ở trong nhà, còn mẹ thường chẳng rời con. Nếu mẹ hiền lương, có trí huệ thì hành vi, lời lẽ đều đáng làm gương. Con cái thấy nghe quen mắt, trong tâm đã thành đề nếp, lại do thường xuyên răn dạy, đã tập quen thành tánh, như vàng lỏng đúc thành đồ dùng. Nếu cái khuôn đúc tốt đẹp, chắc chắn chẳng đến nỗi đúc ra vật xấu xí. Vì thế, dạy dỗ con gái so ra càng khẩn yếu hơn dạy con trai. Bởi lẽ, hiền mẫu cho hiền nữ mà có, nếu không có hiền nữ, làm sao có hiền mẫu cho được? Không có hiền mẫu thì lại làm sao có được con cái hiền lương cho được? Đạo lý cực bình thường ấy ai cũng đều có thể làm được. Điều đáng đau tiếc là quá ít người đề xướng, khiến cho những kẻ làm cha mẹ chỉ biết nuôi chiều mù quáng, những kẻ làm cha cũng chẳng khéo dạy. Đến khi con vào trường học hành, kẻ làm thầy cũng do thổ bé chẳng nghe được nghĩa lý này, vì thế cũng tròn chẳng biết học hành là để học làm thánh hiền, chẳng dạy học trò tận tụy thực hành đạo do thánh hiền đã nói. Chỉ học văn tự hồng mưu cầu lợi lộc, chẳng hề biết học làm thánh hiền có lợi ích không chi lớn hơn. Chính bản thân mình và con cháu đời đời kiếp kiếp hướng dùng chẳng hết. Còn mưu cầu lợi lộc, nếu mưu cầu một cách tốt đẹp thì chẳng qua đạt được phú quý nhỏ nhoi trong đời này mà thôi. Nếu mưu cầu xấu xa, trong đời này những kẻ thân bại danh liệt, con chết yểu cháu tuyệt diệt, đâu đâu cũng có. Con người cùng trời đất được gọi là tam tài là vì có công năng dùng tiên giác để giác ngộ kẻ hậu giác, kế tục bậc thánh đời trước, mở lối cho người học đời sau, do vậy mới được tôn xưng như thế. Nếu chẳng chú trọng học làm thánh hiền, sẽ là thấy đi thịt chạy, chỉ biết niềm vui ăn uống trai gái, còn khác gì cầm thú nữa đâu. Một chữ người còn là mạo danh, há còn có thể cùng với trời đất xưng là tam tài nữa ư? Nhưng con người tánh vốn lành, ai nấy đều có thể làm nghiêu thúng, ai cũng đều có thể thành Phật. Nhưng kẻ chẳng thể làm nghiêu thúng, chẳng thể thành Phật thì chỉ có tánh đức, chọn chẳng có tu đức. Đánh đổ lòng ham muốn sằng bậy để khôi phục lễ nghĩa, dứt lòng tà, giữ lòng thành và tu giới định huệ, đoạn tham sân si. Tu đức ấy lúc ban đầu là do cha mẹ hiền, sư trưởng khơi gợi vậy, kế tiếp là do chính mình khăng khăng nỗ lực tu trì. Dẫu chưa thể đạt đến địa vị nghiêu thuấn hay địa vị Phật, nhưng đã khác hẳn một trời một vực với kẻ hạ ngu hằng ngày chung vùi trong nhân dục rồi. Kinh thư chép: chỉ vì thánh đánh mất niệm mà thành cuồng, chỉ vì kẻ cuồng khắc chế được ý niệm mà thành thánh. Kinh dạy: hễ mê thì Phật chính là chúng sanh, ngộ rồi thì chúng sanh chính là Phật. Tạ may mắn có căn cơ làm nghiêu thuấn thành Phật là chán nam tử hào hùng, há chịu bỏ mặc cho tánh đức này bị vùi lấp trong nhân dục, vĩnh viễn làm chúng sanh hạ ngu trầm luân trong biển khổ ư? Nguyện những người làm cha mẹ, làm sư trưởng, làm con cái, làm học trò trong cõi đời, ai nấy đều gắng sức thì nước ta thật may mắn, mà toàn cầu cũng may mắn lắm thay. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Bảo Thân Tiết Dục, tập 1. Ấn Quang Đại Sư Văn Sao Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ là quyển sách tổng hợp những lời pháp ngữ của Đại sư Ấn Quang về vấn đề tiết chế sắc dục, bảo tồn sinh mạng, giữ gìn hộ thân, trích trong các bộ văn sao Chánh Biên, Tục Biên, Tam Biên, Như Hòa, Chuyển Ngữ. Tổ sư Ấn Quang dạy phải chú trọng chí thành cung kính. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc. Hệ có lòng thành thì cảm được thánh ứng, không có lòng thành thì do không cảm, thánh sẽ không ứng.
ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiện bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu sao đồng, bóng trăng khó thể hiển hiện được. Do nước gây nên như thế, đâu phải lỗi của trăng. Vì thế nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu không cung kính, thì chỉ kích được cái duyên xa, khó được lợi ích thật sự. Nếu còn khinh nhờn, sẽ mất tội vô lượng. Lời dẫn: chuyện thiết dục về lý rất thâm sâu, quan hệ rất lớn, nói chẳng dễ dàng đâu nhé. Phàm trời sanh trai gái, thanh nhân phỏng theo trời lập ra quy củ cho nam nữ lập gia đình, chính là mối quan hệ lớn nhất giữa người với người. Trên liên quan đến phong hóa, dưới để tiếp nối giống nòi. Há phải đâu hàng ngày mong cầu khoái lạc, coi dục sự là trọng ư? Người tham dục tinh loạn vô lực, như hạt giống lép chẳng thể nảy mầm, vì thế khó sanh con. Nếu sanh được con, đa phần chưa thành người đã chết yểu. Nếu may mắn không chết yểu, thì cũng bấy bớt yếu đuối, không thể lớn mạnh được. Nếu bảo dưỡng tinh thần tiết dục nửa năm, đợi đến khi vợ qua kỳ thiên quý, chọn ngày lành tháng tốt cùng nhau vui vầy, quyết sẽ hoài thai. Sau đấy vĩnh viễn dứt dục sự, thì đứa con được sinh ra chẳng những tánh hạnh trinh lương, dục niệm muốn nhẹ, mà thể chất mạnh mẽ, không lo bị thai độc, đậu chẩn, tật bệnh vân vân. Thiên quý tức là hành kinh vậy, phải qua kỳ kinh nguyệt mới đậu thai được, những lúc khác chẳng thể thọ thai. Khi kinh nguyệt chưa hết, chọn chẳng được ân ái, ân ái thì người vợ sẽ mất bệnh dây dưa, đừng mong chi hoài thai nữa. Chuyện quan hệ lớn lao của con người, há có thể làm vào ngày xấu, tiết xấu. Vì thế phải chọn lấy bữa tốt lành. Thiên nguyệt lệnh của sách Lễ Ký có chép: thánh nhân vào lúc giữa xuân, trước khi sấm động 3 ngày, đánh mõ lớn để truyền cho dân biết. Lội tương phát thanh, hữu bất giới dung chỉ giả, sanh tự bất bị, tất hữu hung tai. Có nghĩa là sấm sắp động, kẻ nào chẳng biết kiên cử chuyện ăn nằm, thì sinh con chẳng vẹn toàn, ắt bị tai họa hung hiểm. Gõ mõ gỗ truyền lệnh cho nhân dân là sai quan địa phương truyền báo cho chấm họ. Dung chỉ còn gọi là động tình. Bất giới dung chỉ có nghĩa là chẳng biết kiên cử chuyện ăn nằm, là cứ ân ái. Sanh con chẳng vẹn toàn nghĩa là ngũ quan chẳng hoàn toàn, vân vân. Trong đời thường có kẻ sanh con chẳng ra người, hoặc thân hình thiếu sức, đều là vì lẽ này. Ắt có tai họa hung hiểm, ý nói cha mẹ còn gặp tai ương nguy hiểm, như mất bệnh, ngặt nghèo, yếu thọ, vân vân, chứ chẳng phải chỉ sinh con không vẹn toàn. Thời xưa thánh vương có chồng mạng dân, nên đặc biệt chú ý đến điều này, gõ mõ gỗ để báo cho dân biết. Chẳng những khi sấm sắp động nên kiên kỵ, mà ngay cả khi mưa to gió lớn, gặp ngày có sao xấu, và lúc đổi mùa nhằm ngày đản sanh của Phật thánh, đều nên kiên kỵ cả. Đây thật là đại đạo tôn trời kính thánh, tuân theo phương pháp giữ vẹn nhân luân. Tiếc rằng người đời nhất loạt chẳng chịu nói ra điều này, khiến cho thể chất của con cháu đời sau ngày càng tệ hơn đời trước. Hoặc là tuổi trẻ đã sớm chết yểu, hoặc vì hành dục quá độ, dẫu không chết yểu cũng trở thành suy tàn, không làm nên trò chống gì. Quá nữa đều là do cha mẹ chẳng biết đạo nhân luân mà nên nổi. Cha mẹ không biết là vì ông bà không dạy. Lúc con cái trưởng thành, nên đem những chuyện tiết dục, bảo tồn thân thể, vân vân, cặn kẽ bảo ban. Cha dạy con gái không tiện, cầu mẹ thì không ngại gì. Làm được như thế mới là thật sự yêu thương con cái. Nhưng thế gian yêu thương đa phần là mặc cho nó phóng túng dục sự,
thì cái hại ấy còn quá giết chết con cái nữa, chẳng đáng buồn ư? Thánh nhân Trọng Thay Giáo hết sức chú ý đến điều này. Lúc chưa có thai đã chuẩn bị dậy sẵn, tôi làm dự vào tăng chúng, há nên lại bằng chuyện ăn nằm giữa vợ chồng? Là vì trước khi xuất gia đã từng có những lời đụng bằng chi lý của cổ nhân về chuyện củng cố cái gốc, nên muốn truyền cho chi kỷ để báo cái ân hộ pháp. Một lẽ nữa là vì Đức Phật là Đại Y Vương, không bệnh nào chẳng trị, quan làm đệ tử Phật cũng muốn tùy phận tùy sức hành y đạo. Căn bệnh này là căn bệnh lớn chung của cả thế gian. Nếu cứ để cho căn bệnh lớn phổ biến của cả thế gian này mặc tình phát sanh nảy nở, chuyên đi trị những căn bệnh riêng biệt nhỏ nhặt khác, há chẳng phải là điên đảo không phân nặng nhẹ hay sao? Chích thư trả lời cư sĩ ở Vĩnh Gia, Ấn Quang Đại Sư. Phụ lục: giới trừ thủ dâm, tà dâm nhất định phải bắt đầu làm từ con trẻ. Thủ dâm và tà dâm quả thực là nguồn gốc của vạn điều ác. Tiết dục bảo thân là mấu chốt của sự thành bại. Thọ yếu, kiện nhược, cùng thông, chí ngu, họa phước của cả đời người. Từ xưa đến nay, những người kiến đại công, lập đại nghiệp, không ai mà không phải là bậc tài trí hơn người, tinh lực dồi dào. Chỉ cứu ra căn nguyên của vấn đề đều là do chẳng phạm tà dâm, bảo dưỡng nguyên khí tinh hoa trong ngũ tạng mà có. Còn như kẻ yêu thích tà dâm, thủ dâm thường thường là vào thời điểm tuổi thanh xuân vừa mới lớn, hoặc bị bạn tà dụ dỗ, hoặc do hiếu kỳ mà xem sách vở, phim ảnh đồi trụy trên mạng, hoặc trong lúc lơ đẳng vỗ về chơi đùa bộ phận sinh dục của mình, dần dà tiêm nhiễm thành thói quen xấu ác. Lại thêm trào lưu trụy lạc như sống đục ngập trời, dễ như đều gỗ mục bẻ cỏ khô. Lại kim tà thuyết nói rằng thủ dâm vô hại, vô khổng bất nhập, có nghĩa là học thuyết khiến người đời lầm lạc còn dữ tợn hơn nước lửa mạnh thú ngàn vạn trăm triệu lần, khiến cho biết bao nhiêu thanh thiếu niên kìm lòng chẳng nổi, hãm sâu vào trong hố tà dâm mà không thể tự thoát ra được, giống như con thiêu thân bay vào lửa cháy, giống như người trước ngã xuống kẻ kế tiếp bước theo sau. Hiển nhiên là trên đường suối vàng đều là con quỷ tham sắc, đường đường Trung Hoa trải rác bậm cỏ cháy khét giống hư, thật là ô hô thương thay. Thời Dân Quốc, một bậc cao tăng thật đức là Ấn Quang Đại Sư đã khuyên bảo các bậc làm cha làm mẹ phải thường xem xét rõ kỹ nội y của con trẻ, phải chăng là có dấu vết của thủ dâm và tà dâm. Sau đó nghiêm chỉnh răn bảo cho chúng biết không thể có thói xấu này, vì đây là hành động tự giết hại sinh mạng của chính mình. Trong nhà ngăn chặn dâm thư, dâm họa để phòng ngừa con trẻ trộm xem mà bị nhiễm ô. Cha mẹ chánh tâm thành ý, ngõ hầu làm ra tấm gương mẫu mực cho con cái, lại còn yêu cầu con trẻ rời xa bọn người phóng đẳng, thân cận người có đức hạnh. Chuyện mẹ mạnh tử ba lần về nhà cũng hoàn toàn thích hợp với người hiện nay. Vì con trẻ mà tìm một môi trường sống, hoàn cảnh sinh hoạt và học tập thuần tịnh, trong sạch, đấy là trách nhiệm không thể thối thác của cha mẹ. Thật sự có thể làm được những lời như trên, con trẻ sẽ như vàng đổ vào khuôn, nước rót vô bình. Kẻ có thiên tư thì có thể làm thánh làm hiền, đảm đương trách nhiệm lớn, chẩn hưng dân tộc. Còn kẻ không thiên tư cũng trở thành một lưỡng dân khỏe mạnh, tuân thủ pháp luật, có thể hưởng hết tuổi trời. Một đời người thành tựu được đức hạnh hay không hoàn toàn quyết định ở lúc thiếu niên có thể hiếu học hay không. Mà mấu chốt của hiếu học tiếng đức quyết định ở chỗ có thể xa rời thủ dâm tà dâm hay không. Hy vọng của một gia đình là ở con trẻ, hy vọng của một quốc gia là ở tại ngàn vạn con trẻ. Do vậy độ thấy bảo vệ con trẻ của thiên hạ
không bị sự xâm hại của ma dâm. Công trình hy vọng này so với kế hoạch bay đến mặt trăng rõ ràng là còn trọng yếu hơn cả. Kính báo cha mẹ của thiên hạ và tri thức, trí sĩ có thể không cực kỳ thận trọng hay sao? Bài viết của tác giả Thiên Trúc Như Ý. Những lá thư nói về bảo thân thiết dục của Ấn Quang Đại Sư, trích dẫn từ Văn Sao Chánh Biên. 1. Thư trả lời cư sĩ Cao Thiệu Lâm, lá thư số 1. Ông tạ Ân Quang lên núi cầm theo thư của các hạ, mở ra xem, thấy tâm mộ đạo khẩn thiết, nguyện lực rộng lớn, thề mong thâm nhập, nhưng chẳng cho chút ít là đủ, tôi mừng vui vô lượng. Còn như quá khen người bất huệ, khiến người hổ thẹn không cùng. Các hạ muốn liệu sanh tử đại sự, nhưng tuổi tác đã gần chi mạng, tháng ngày còn lại không nhiều, lại không có tri thức, bạn bè hữu ích để thân cận. Nhưng không chuyển tu tịnh nghiệp, nhất tâm niệm Phật, lại muốn nghiên cứu rộng rãi nghị lý áo diệu và điện cứu của các kinh, dường như là vì chưa biết sâu xa duyên do của tịnh độ vậy. Hãy nên đến chùa Hoa Nghiêm mượn đọc bộ Tịnh Độ Thập Yếu và Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, lắng lòng đọc kỹ, ắt tự biết chỗ hướng về. Chú thích: tuổi chi mạng 50 tuổi, do câu nói ngũ thập chi thiên mạng nên thường gọi tuổi 50 là tuổi chi mạng. Hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ quá khứ, là vị lai chư Phật, giết để ăn, sao nuốt cho trôi. Nếu biết nghĩa này, dẫu tán thân mất mạng cũng chẳng thể ăn hết thảy loài thịt. Nhưng Phật dạy người khéo dẫn dụ dần dần, với bậc thượng căn liền dạy đoạn hoàn toàn, với chúng hạ căn bèn dạy giảm dần, cho đến khi hoàn toàn đoạn được. Bài văn phát nguyện tuy văn từ rộng sâu, nhưng phải chân thật từ tâm mà phát, vậy mới gọi là nguyện. Nếu không, tâm và miệng trái nghịch nhau, sao gọi là nguyện cho được? Với cái nguyện trong đời này tuy cũng không trở ngại, nhưng muốn sanh con cháu phước huệ, phải cầu nơi tích tụ âm đức lớn lao, trọng hành phương tiện. Huống chi các hạ năm nay tôi đã 48, đã cưới 3 vợ, nhưng chỉ sanh con gái, cho thấy đời trước đời này đều kém tài bồi. Nay muốn chuyển hồi lòng trời, ắt phải chân thật sửa lỗi lầm lành, như tiên sinh Viên Lữ Phàm cuối đời minh đã dốc sức thực hiện vậy, chọn chưa có ai không được cảm ứng, thỏa mãn điều nguyện. Lại đừng nói nhà mình bần hàn, chẳng thể rộng tích ấm đức, rộng hành phương tiện. Phải biết 3 nghiệp thân miệng ý đều ác, thì không gì ác lớn hơn. Nếu như 3 nghiệp đều thiện, thì không gì tốt lành lớn lao hơn. Đối với kẻ ngu không tin nhân quả, chẳng tin tội phước báo ứng, ương bướng cứng đầu, hãy theo những gì An Sĩ Tổng Thư đã giảng mà diễn nói, khiến cho họ bắt đầu tin nhân quả dần dần, luân hồi sẽ tính số Phật Pháp, cuối cùng được vãng sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử. Một người như thế công đức còn vô lượng vô biên, huống chi nhiều người. Nhưng chính mình tận lực thực hành khủng sai sót, mới hồng cảm hóa người chung quanh. Vợ con mình nếu tin nhận phụng hành, người khác nhìn vào thấy là thiện, há có phải vì nhiều của cải ư? Chỉ cầu không đói không rét, mong chi phát tài cự vàng. Để cho con một rương vàng đầy, không bằng dạy cho con một quyển kinh. Tổ đức bị khuyết bèn thèn đến chết, tổ nghiệp dù bị khuyết nào thương tổn gì. Nhưng đến giờ đây thần không còn nhiều ngày tháng nữa, nghĩ muốn nhanh chóng khôi phục tổ nghiệp, uổng sanh vọng tưởng, chọn không có lợi ích thật sự gì. Hãy nên tùy duyên qua ngày, chính là chi mạng, vui theo lẽ trời. Sống vừa thọ vừa khỏe trong đời, chỉ thuận không nghịch, người đời ai không mong được vậy. Nhưng người được như thế rất ít, người không được thật nhiều. Do đời trước đời này không vốn bồi lớn lao, không nhân chẳng thể có được quả vậy. Nay các hạ muốn sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử, hãy nên nguyện thần thức của Cao Tăng, Tổ Phụ Mẫu vân vân,
nương vào sức tu trì tịnh nghiệp, tự hành dạy người của chính mình, liền được Phật từ tiếp dẫn vãng sanh. Còn như cúng tế tổ tiên chẳng dứt và khôi phục tổ nghiệp, vân vân, đều là cảnh giới thấy biết thiện cận của khắp phòng tình thế gian. Chú thích: Cao tầng tổ phụ mẫu. Tổ là đời ông bà, tầng là đời bố mẹ của ông bà, tức cố. Cao là bố mẹ của cố, ta thường gọi là ông sơ. Hơn nữa, cầu sanh Tây Phương không được sợ chết. Nếu chết ngay ngày hôm nay thì hôm nay bèn sanh về Tây Phương. Như câu nói: Buổi sáng nghe đạo, tối chết cũng được. Há đâu hôm nay phải chết, lại chẳng muốn chết. Đã tham luyến trần cảnh, chẳng thể buông xuống, bèn do tham thành chướng. Cảnh tịnh độ không hiền, cảnh giới thêm nghiệp thọ sanh trong đường thiện, nếu ác bèn hiền. Cảnh hiền sẽ thêm nghiệp thọ sanh trong đường thiện, nếu ác vậy. Truyền vãng sanh Tây Phương bèn thành bánh vẽ. Vì thế, người tu Tây Phương hôm nay chết cũng được, dẫu phải sống tới 120 tuổi mới chết cũng xong. Hết thảy phó mặc nghiệp trước, chẳng vọng sanh so đo. Nếu tín nguyện chân thành thiết tha, khi bỏ hết mạng tần, thần thức bèn xíu nơi tịnh Phật, nghiệp trả lại trần lao, xen nở hoa chính phẩm, trong một đời được Phật thọ ký. Lại nữa, người đời không con thường lấy thêm nhiều vợ lẽ, chẳng biết vung quén đức tiết dục. Làm như vậy chính là cách để chết cho mau, chẳng phải là phương cách cầu con. Chuyện này liên quan đến phong hóa và thờ cúng tổ tiên, ai nấy đều mạo muội mà làm. Chuyện liên quan mỗi luân thường lớn lao của con người, nên tôi cũng chẳng thẹn mà bàn bạc. Bất huệ tôi người kém đức mỏng, trăm điều không làm được một, ăn bám phù đà, tạm kéo dài hơi tàn, không dám làm thầy cho người. Vì thế trước kia ông Tạ Ân Quang cũng nói lời ấy, nhưng điều từ Tạ chẳng nhận. Các hạ quy y Tam Bảo thì hãy chọn lấy người phóng hạnh đoan chánh đàng hoàng ở chỗ mình, bái người ấy làm thầy, bèn trở thành đệ tử của Như Lai. Từ đây về sau, trong thư từ chớ nhắc đến chữ quy y nữa. Quê ngài đã không có người thông minh, quan tôi tự thẹn, đạo nghiệp chưa thành, chẳng dám làm thầy, nhưng vẫn tùy duyên khai thị. Ví như người không chân, một bước khó dời, ngồi yên giữa ngã ba, có người muốn về thẳng quê nhà nhưng không biết đường lối, bèn chỉ cho người ấy đường đúng, mau về quê nhà. Người muốn về nhà ấy chọn chẳng vì người chỉ đường kia không đi được mà vứt bỏ lời ấy vậy. Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao, Tịnh Hoa Lục, quyển 1, tập 1. Những lời tâm huyết. Theo như sử liệu 13 vị tổ sư liên tông tịnh độ, tổ sư Ứng Quang là tổ sư tịnh độ thứ 13. Tổ sư Ứng Quang một đời tu pháp môn tịnh độ và Hoằng Dương pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ dành cho ba căn: thượng căn, trung căn và hạ căn. Tổ sư Ứng Quang dạy rằng: Pháp môn quảng đại phổ bị tam căn, nhân tu cụ giới đồng quy, thập phương cộng tán, Phật nguyện hồng thâm, bất di nhất Phật, cổ đắc thiện kinh tịnh truyện, vạn luận quân tuyên. Nghĩa là pháp môn rộng lớn độ khắp ba căn, do vậy chính giới cùng hướng về, mười phương cùng khen ngợi. Phật nguyện rộng sâu chẳng sót một ai, nên được ngàn kinh điều xưởng dương, muôn luận cùng tuyên nói. Do vậy chúng sanh trong chính giới hãy lìa pháp môn này thì trên chẳng thể viên thành Phật đạo, mười phương chư Phật bỏ pháp môn này thì dưới chẳng thể phổ độ quần sanh. Hơn nữa, tổ sư Ứng Quang một đời tận lực đề xướng cội gốc để lập thân và giáo dục trong gia đình, là dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ ham muốn sân bậy của chính mình để khôi phục lễ nghĩa, đôn đốc luân thường, tịnh sâu nhân quả luân hồi báo ứng, dè dặt kiên sợ nghiệp báo.
kiên giết, ăn chay, phóng sanh, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Hễ nói được, phải làm được, hễ làm không được, bèn chẳng chịu nói. Dùng lời nói để dạy sẽ bị tranh cãi, dùng thân để dạy người ta sẽ thuận theo. Như vậy, trong hiện đời sẽ dựa vào bậc hiền thánh, lúc lâm chung quyết định vãng sanh cõi Cực Lạc. Như thế thì sẽ có thể gọi là bậc đại trượng phu, là đệ tử thật sự của Đức Phật. Theo chúng tôi thiết nghĩ, nếu hành giả tu pháp môn Tịnh Độ cũng như những gia đình Phật tử muốn hiện đời này làm đệ tử chân thực của Phật, Bồ Tát và Thánh Hiền, sau khi bỏ báo thân này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, dựa vào liên trì hái hội. Nếu quý vị lấy bộ sách Tinh Hoa Lục này làm tự lương hành trang để tấn tu đạo nghiệp thì không uổng phí đời người. Quý vị đọc qua cuốn sách này với tâm hời hợt giống như đọc tiểu thuyết thì không có hữu ích cho lắm. Bằng đọc với tâm chân thành, cung kính, xem đây là pháp bảo vô giá, đọc đi, đọc lại nhiều lần. Và đọc sách này giống như người con hiếu thảo đọc di chúc trước linh cữu của cha mẹ mình mới mất thì lợi ích vô cùng. Nếu không, đọc qua bộ sách Ấn Quang Pháp Sư Tinh Hoa Lục này thì thiệt là thiếu sót, và hành giả tu pháp môn Tịnh Độ dễ bị lầm lạc. Chúng tôi bằng tất cả tấm lòng cung kính dâng lên cúng dường cuốn sách pháp bảo quý giá một đời không thể thiếu đến với các vị liên hữu gần xa. Kính mong các vị dành chút thời gian quý báu đọc và suy ngẫm áp dụng lời của Tổ sư Ứng Quang. Chắc chắn cuộc đời của quý vị sẽ có sự ngầm ngầm thay đổi, một đời thọ dụng không hết. Vì trong bộ sách này là Tổ sư Ứng Quang lấy những lời của Phật, Bồ Tát và các vị tổ sư đi trước áp dụng trong đời sống tu hành của mình, tự thân đã có sở chứng. Tổ sư Ứng Quang dạy rằng: tâm này làm Phật, tâm này là Phật, tâm này làm chúng sanh, tâm này là chúng sanh, và tâm này tạo được nghiệp thì tâm này chuyển được nghiệp. Tâm chẳng thể chuyển được nghiệp thì nghiệp sẽ trói buộc tâm. Đọc kỹ bộ sách văn sao thì tất cả những khúc mắc đều được tháo gỡ. Chỉ cần tu theo đúng những gì trong văn sao đã nói thì cũng là người trong liên trì hải hội. Cuối cùng, chúng tôi có những lời tâm huyết này là để người người, nhà nhà đều đọc được lời của Tổ sư Ứng Quang rồi áp dụng trong cuộc sống sẽ có lợi ích thật sự. Quý vị nên giới thiệu cho bạn bè gần xa, đây là công đức pháp thí thật lớn lao. Cho người ta một số tiền chỉ giúp cho họ cơm no áo ấm một thời gian ngắn ngủi cũng tốt, nhưng không bằng giúp cho họ gặp được pháp bảo của Ấn Tổ thì cuộc đời của họ sẽ được an vui, hết khổ đau, biết lánh dữ, làm lành, ăn chay, phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, không còn sanh tử luân hồi. Công đức này lớn lao vô cùng. Trích lời của Tổ Ấn Quang khuyên người đọc sách: độc giả cần phải chú trọng, cung kính, kiên thành, khiết tịnh, lắng lòng suy nghĩ lãnh hội thì vô biên lợi ích sẽ đích thân đạt được. Nếu như khinh nhờn sẽ mất tội chẳng cần. Nếu chẳng muốn xem, xin hãy tặng cho người khác, đừng cất trên gác cao. Lại mong độc giả xem xong sẽ lập đủ mọi cách để suy vượng đu truyền, ngõ hồ hết thảy đồng bào trong hiện tại lẫn vị lai đều cùng thoát khỏi đường mê, đều cùng lên bờ giác. Nếu quý vị muốn thỉnh thêm sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục hoặc mới đọc văn sao 23 để cúng dường cho quý thầy hoặc tặng cho bạn bè thì phía sau sách có số điện thoại, quý vị gọi đến, chúng tôi xin cúng dường miễn phí. Trân trọng cung kính pháp bảo. Lời tựa của bộ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục, kinh đại tập dạy trong đời mật pháp, ức ức người tu hành hiếm một ai đắc đạo.
chỉ có nương vào pháp niệm Phật là thoát khỏi sanh tử. Pháp niệm Phật này chính là đạo để thượng thánh lẫn hạ phàm cùng tu, là pháp để người trí lẫn kẻ ngu cùng hành. Do pháp này chuyên cậy vào Phật lực nên lợi ích thù thắng vượt trội những giáo pháp theo đường lối thông thường. Chỉ có pháp môn tịnh độ là chẳng dễ khiến cho con người sanh lòng tỉnh nhất. Đối với những câu như vô sanh mà sanh, vô niệm mà niệm, nếu chẳng phải là bậc thấu hiểu sâu xa ý chỉ, tâm làm, tâm là, sao không bị lầm lẫn cho được. Do vậy, Đức Thế Tôn ta đối với chỗ vốn không nói năng lại thường nói thật nhiều, không có gì khác hơn là vì muốn cho hết thảy chúng sanh hiểu rõ giác tánh họ đang sẵn có, tiến hướng Phật quả, biết tự tánh chính là Di Đà, thì mới có thể bàn luận duy tâm tịnh độ. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Nếu có thể tính chắc thật, nguyện thiết tha, tận lực hành, sẽ cảm ứng đạo giao, đã nắm chắc bằng khoáng vạn sanh. Tôi thấy những kẻ cùng huệ trong cõi đời, cứ hở ra bèn ngỡ tịnh độ là nông cạn, dễ dàng, rồi coi thường. Muốn cầu những pháp được gọi là huyền diệu khác để mong được ngộ chứng, nào biết một môn tịnh độ quả thật ngầm khế hợp Phật tâm, là giáo pháp chí viên chí đốn. Tâm Phật vô vi chẳng vướng mắc nơi pháp số. Niệm Phật tấm đắng niệm rành rành phân minh, nhưng chọn chẳng thấy được, chẳng phải là do hữu vi lại khế hợp vô vi đó sao? Chọn chẳng thấy được nhưng rành rành phân minh, chẳng phải là thầm hợp đạo màu đó ư? Do vậy, người niệm Phật niệm nào cũng là Phật. Cho nên biết sáu chữ gồm chọn muốn pháp, một môn chính là phổ môn, toàn sự chính là lý, toàn vọng chính là chân, toàn tánh khởi tu, toàn tu nơi tánh, nương vào ý báo, chánh báo cõi ấy để hiển lộ tự tâm của ta. Thị giác và bổn giác chẳng lìa nhau, tiến thẳng trên đường giác. Khoảng cách 10 vạn ức cõi Phật cách đây chẳng xa, chính phẩm đều có thể đạt lên, hoàn tất ngay trong một đời. Hết sức bình thường nhưng tột bậc huyền diệu, những kẻ chứng nhập tối tâm tham cú mù quán kia há mong sánh vai được sao? Ấn Quang Đại Sư thường nguyện tái lai đề xướng một chánh lệnh duy nhất, chẳng bằng luận tâm tánh cao vời nhưng hiển lộ trọn vẹn diệu tâm. Hoằng Nhất Đại Sư gọi tấu là người duy nhất trong suốt 300 năm qua, há có phải là đề cao quá đáng? Củi căn cơ hóa độ đã hết, lửa ứng hiện phải tắt, nhưng lời nhỏ nhiệm ý chỉ bao la đã rộng bán cho hậu học, quả thật là chẳng khi nào, không nơi nào có ai khác làm được như vậy cả. Bộ văn sau của sư tuy chỗ nào cũng chỉ quy tịnh độ, nhưng đối với người bận chuyện túi bụi muốn tìm một tác phẩm vừa đọc liền thấy rõ, liền thâm nhập lãnh hội, thì đã có cuốn văn sao Tịnh Hoa Lục do cư sĩ Lý Tịnh Thông biên tập. Bộ sách này lý hiển chân thường, lời lẽ không trùng lập, hết sức khéo léo chắc lọc, trong cõi đời hiếm có sách nào sánh bằng. Tâm trọng đạo tôn sư của cư sĩ lại càng khó có. Tôi biết sách này một khi được lưu hành, muôn người được hưởng lợi ích, uốn nắn lòng người để giúp đạt đến bình trì sẽ nhờ vào sách này vậy. Viện Anh kính cẩn nhận lấy xem xong, vui mừng, hớn hở, khó thể dùng lời lẽ nào để giải bày, chỉ đành lược thuộc mấy lời giải bày, đem xếp trước phần chánh văn để ghi lại cả duyên tốt đẹp, nhằm thư với những vị đồng tâm, chứ đâu dám viết tựa. Ngày rằm mùa đông năm Nhâm Thìn 1952, Lão Nạp Viên Anh đề tại Viên Minh Giảng Đường, Thượng Hải. Một La Mã tán tịnh độ siêu thắng, có nghĩa là khen người tịnh độ siêu việt thù thắng. Pháp môn tịnh độ lý cực cao sâu, sự cực giản dị. Do vậy, người thiện tư thông mận, chi kiến cao siêu, thường xem tịnh độ là pháp tu của bọn ngũ phu ngũ phụ chẳng chịu tu trì. Nào có biết đây là pháp môn rút ráo, thành thủy thành chung, để mười phương ba đời hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Họ thấy kẻ ngu phu ngu phụ tu được pháp này, bèn coi thường pháp môn. Sao chẳng xét trong hội Hoa Nghiêm
bậc đại chứng bằng với phổ hiền, bằng với chư Phật, vẫn phải dùng 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh tây phương cực lạc, hồng viên mãn Phật quả. Miệt thị pháp môn tịnh độ chẳng xứng đáng đệ tu, tức là coi như vị trong hội Hoa Nghiêm thuộc hạng người gì? Hơn nữa, chỗ quy tông cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm có đáng nên tôn trọng hay nên coi thường đây? Có thái độ như vậy không có gì khác hơn là do chưa xét kỹ nguyên do của từng pháp môn thông thường và đặc biệt, cũng như sự lớn nhỏ khó dễ giữa tự lực và Phật lực, nên mới đến nỗi như thế. Nếu đã xét kỹ, há chẳng học đòi Hoa Nghiêm hại chúng, nhất trí tiến hành cùng cầu vãng sanh ư? Trích dẫn Ứng Hoàng Văn Sao Tục Biên Quyến Hạ, đề từ và lời tựa cho bộ Giả Ngôn Lục. Giáo pháp của pháp môn tịnh độ lớn lao thay, tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Pháp trực chỉ nhân tâm của nhà thiền còn phải nhường phần kỳ đặc, có nghĩa là lạ lùng, đặc biệt. So với lợi ích của cách tu dùng ngay cái tâm này niệm Phật, niệm niệm thành Phật, thì lợi ích đạt được do trải qua bao kiếp tu chứng vẫn phải kém hơn. Độ khắp thượng chúng hạ căn, thống nhiếp luật giáo thiền tông, như mưa đúng thời nhuần thấm muôn Phật, như biển cả dung nạp các sông. Hết thảy các pháp thiên viên đốn tìm, không pháp nào chẳng từ pháp giới này lưu xuất. Hết thảy hành đại tiểu quyền thực, không hành nào chẳng quy về pháp giới này. Chẳng đoạn hoặc nghiệp mà được dự vào bộ xứ ngay trong một đời này, viên mãn bồ đề. Chúng sanh trong chính pháp giới lìa môn này thì trên chẳng thể viên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật bỏ pháp này thì dưới chẳng thể lợi khắp quần sanh. Do vậy Hoa Nghiêm hại chúng hết thảy đều tuân theo 10 đại nguyện vương. Pháp Hoa xưng niệm một tiếng điều chứng thật tướng của các pháp. Chú thích: kinh Pháp Hoa Phẩm Phương Tiện có câu: nếu ai tâm tán loạn vào trong nơi tháp miếu, niệm mô Phật một tiếng, điều đã thành Phật đạo. Hạnh Phương Tiện tối thắng, ngài Ma Minh dạy trong Khởi Tín Luận. Đạo Giới Hành chống đến, ngài Long Thọ xiển dương trong Luận Tỳ Bà Sa. Ngài Chí Giả là hậu thân của Phật Thích Ca, nói thập nghi luận chuyên dốc trí nơi Tây Phương. Ngài Vĩnh Minh là Phật A Di Đà thị hiện, soạn tứ liệu giảng, suốt đời niệm Phật, hội tâm thừa ngụ tánh, cùng chứng chân thường, dẫn thường tánh hạ phàm cùng lên bờ kia. Vì thế pháp này được chính pháp giới cùng quy về, mười phương cùng khen ngợi, ngàn kinh cùng xiển dương, vạn luận đều tuyên nói. Thật có thể gọi là lời bàn luận tột cùng trong giáo pháp cả một đời Đức Phật, là đại giáo nhất thừa vô thượng vậy. Chẳng gieo cội đức dù trải bão kiếp vẫn khó thể gặp. Đã được thấy nghe hãy nên siêng năng tu tập. Chú thích: tam thừa ngũ tánh. Tam thừa là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Ngũ tánh theo Hoa Nghiêm kinh sớ, chúng sanh có năm chủng tánh thành Phật bất đồng. Một, bất định tánh, tức căn tánh không nhất định. Gần gũi Thanh Văn thì tu pháp Thanh Văn, gần Duyên Giác bèn tu pháp Duyên Giác, vân vân. Hai, vô chủng tánh, hạng người không có chánh tính, thiền căn bát không nhân quả, chẳng cầu giải thoát. Ba, Thanh Văn tánh. Bốn, Duyên Giác tánh. Năm, Bồ Tát tánh. Duy Thức Học lại phân định ngũ tánh như sau: một, Bồ Tát định tánh. Hai, Thanh Văn định tánh. Ba, Duyên Giác định tánh. Bốn, tam thừa bất định tánh. Năm, vô tánh hữu tình. Ba chủng tánh đầu quyết định thành tựu thánh quả, hai chủng tánh sau không nhất định. Trích dẫn Ứng Hoàng Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên quyển 3. Nam mô A Di Đà Phật.
cỡ vô thượng thần và thất vị diệu pháp ba thi và hằng kim năng tao ngộ ngã kim kiến văn đăng thọ trì nguyện danh nhớ lại chân thiện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn chứng minh. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức chứng minh. Kính thưa toàn thể quý phụ huynh cùng toàn thể quý Phật tử. Ngài khai giảng tiếng cười rộn rã, trong niềm vui nay đã đến trường. Chim non trên khắp nẻo đường, tung tăng chào đón vầng dương cuộc đời. Ngài khai giảng vui tươi phấn khởi, chúc các em học giỏi chăm ngoan. Cùng thầy tập sách mở trang, đưa trò tới bến bình an rỡ ràng. Qua đi những ngày rộn ràng vui xuân, cánh mai cánh đào như nở rộ hẳn lên. Tiếng nói cười nhộn nhịp như dân tràn, tiếng còi xe dần như in ỏi. Thấm thoát đã ba tuần đón Tết. Thời gian sau vụt trôi, để lại trong chúng ta những nỗi niềm nối tiếc. Ôi trên bầu trời xanh biếc, chúng ta tình cờ bắt gặp những chú chim ríu rít hót vang. Bay lượn truyền từ cành thông này sang cành thông khác, mang theo nhiều hy vọng và sức sống của một ngày mới. Ánh nắng ban mai dần lan tỏa khắp cả vùng sương giá lạnh, hơi ấm lại ngập tràn trên ngọn núi voi. Cảnh vật thiên nhiên hùng vĩ làm trong lòng chúng em luôn dạt dào năng lượng của tình yêu thương, của lòng hiếu kính, của sự chăm học, của sự hiếu học. Chúng em cấp sách đến trường, năm học mới bắt đầu. Những ánh mắt hiền từ của quý thầy lại hiện lên trong tim của chúng em. Những cảm xúc nâu nức lại trở về, bao nhiêu nỗi niềm khó tả. Năm học mới, thành công mới. Kính bạch quý thầy, kính thưa toàn thể quý phụ huynh cùng các bạn, hòa chung trong không khí tưng bừng phấn khởi của đất nước ta, dân tộc ta trong những ngày lễ Tết Nguyên Đán. Các bạn vừa trải qua 3 tuần nghỉ Tết, bây giờ các bạn lại cùng với quý thầy bước vào cuộc hành trình khám phá tri thức mới, được sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng Đại Đức Ân Sư Thượng Giác Hạ Nhàn, tập thể lớp đệ tử quy tại tỉnh Thất Quan Âm, long trọng tổ chức buổi lễ khai giảng năm học mới, năm học 2020, và đó cũng chính là lý do của buổi lễ sáng ngày hôm nay. Về chứng minh và tham dự trong buổi lễ sáng hôm nay, chúng con xin được đê đầu đảnh lễ giới thiệu sự hiện diện chứng minh của Hiệu trưởng Ân Sư Đại Đức Thượng Giác Hạ Nhàn. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay thật lớn thật dài. Tiếp theo chúng con xin được hoan hỷ cung kính giới thiệu sự hiện diện chứng minh của Đại Đức Thích Nhuận Minh, là giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên bộ môn Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Chúng con xin được hoan hỷ cung kính giới thiệu sự hiện diện chứng minh của Đại Đức Thích Nhuận Phiên, là giáo viên bộ môn giáo dục gia đình. Chúng con xin được hoan hỷ cung kính giới thiệu sự hiện diện chứng minh của chư tôn đức tăng ni trú xứ tại các chùa, tịnh viện, tịnh xá, niệm Phật đường v.v. cũng quan lâm về tham dự buổi lễ sáng hôm nay. Thành phần quan trọng không thể thiếu đó chính là quý phụ huynh cùng các bạn lớp đệ tử quy tại tỉnh Thất Quan Âm cũng về đây tham dự chung vui trong buổi đại lễ sáng hôm nay. Tiếp theo chúng con xin được hoan hỷ giới thiệu sự hiện diện của quý Phật tử
đang có mặt tại đây cũng như quý Phật tử đang online trực tiếp qua màn ảnh nhỏ cũng tham gia trong buổi đại lễ sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch quý thầy, kính thưa toàn thể quý phụ huynh cùng các bạn. Ngài khai giảng đang phấn chấn hân hoan. Chúc quý thầy vượt qua ngàn gian khó, hãy mãi là vầng trăng rằm sáng tỏ, trái tim trò ở trò tấm lòng thành, để hình thành một lớp học được trang nghiêm, đầy đủ tiện nghi về vật chất, ý nghĩa cả nội dung bài giảng. Bao nhiêu sự thành công là bấy nhiêu sự vất vả của sư phụ và quý thầy, khó có ngòi bút ghi hết được công ơn cao dày đó. Chúng con nguyện y giáo phụng hành những gì sư phụ và quý thầy chỉ dạy để ngõ hầu báo đáp được hồng ân. Tiếp theo chương trình buổi lễ, chúng con trân trọng kính mời quý thầy cùng toàn thể đại chúng lắng nghe lời tác bạch của quý phụ huynh của lớp đệ tử Quy. Và giờ đây kính mời cô Tuyết Mai cùng quý phụ huynh dâng lên lời tác bạch và A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch trên sư phụ tôn kính, kính bạch quý thầy trong ban giáo thọ sư cùng tất cả quý chư tôn đức. Kính thưa toàn thể đại chúng, hòa trong không khí hân hoan đón mừng năm mới, con cảm thấy mình thật vinh dự khi được thay mặt cho toàn thể quý phụ huynh cũng như các bạn học sinh trong lớp đệ tử Quy được xin đồ thành đảnh lễ dâng lên đôi lời tách bạch. Chấp bút tìm vần xuân ùa đến, hai năm có lẽ biết danh thầy, cảm đức mến tài trò gửi đến, đôi lời cảm chúc xúc xuân nay. Vậy là một mùa xuân nữa lại về, một năm học mới với chúng con lại đến. Chúng con kính chúc ân sư cũng như quý thầy trong ban giáo thọ sư cùng quý chư tôn đức pháp thể kinh an, bồ đề tâm quả mãn, Phật sự viên thành, mãi là ngọn đuốc sáng cho soi đường cho chúng con. Trước Phật đài trang nghiêm và thanh tịnh, chúng con xin được nói lên lời cảm niệm sâu thẳm từ trái tim con. Chúng con sinh ra và lớn lên trong thời đất nước hòa bình và phát triển, xây dựng đổi mới từng ngày, cuộc sống vật chất đầy đủ tiện nghi, nhưng điều mà chúng con cũng như đa số các bạn trẻ đều thiếu sót mà không hề hay biết, đó là hiếu, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ. Điều may mắn nhất trong cuộc đời của chúng con là được gặp sư phụ và quý thầy, người đã thắp lên cho chúng con lý tưởng cao đẹp, dạy cho chúng con biết cách tu sửa thân tâm và dìu dắt chúng con trên con đường thực hiện lý tưởng ấy bằng giáo lý của đạo Pháp, một chân lý vĩnh hằng mà bấy lâu nay con người ta đã quên lãng. Kính bạch sư phụ cùng quý thầy tôn kính. Ngoài kia, thế giới đang phải gồng mình với tai ương, dịch bệnh trùng trùng, cuộc sống bất an đều bởi do đạo đức tuột đà không phanh. Con người không nhận ra được luật nhân quả, có vay, có trả để thay đổi, tỉnh ngộ. Nhưng may mắn thay, ở ngôi tịnh thất này, chúng con không những được sư phụ trao cho đạo Pháp thiêng liêng, mà chúng con vô cùng hạnh phúc biết bao khi được sư phụ mở ra lớp học giáo dục gia đình và đệ tử Quy, đã giúp cho biết bao gia đình nhận ra sai lầm trong cách dạy dỗ con cái, giúp cho mầm non của đất nước vun bồi phước huệ, tăng trưởng thiện tâm. Chắc hẳn có rất nhiều bậc phụ huynh dưới đây có suy nghĩ giống như con rằng đệ tử Quy chỉ dành cho các bé và dạy dỗ con cái là phải quát mắng, đòn roi. Nhưng giờ đây, chúng con, những bậc phụ huynh đã được tham gia lớp học giáo dục gia đình và đệ tử Quy, được quý thầy chỉ dạy thì chúng con đã hiểu. Có những điều đứa trẻ 3 tuổi biết nhưng cụ già 70 tuổi chưa thực hành được. Và dạy con bằng ngàn câu mắng nhiếc không bằng dạy con bằng thân giáo. Bởi
mẹ là hiền mẫu thì hiền nhân xuất hiện. Và cái gốc của gia đình chính là ở người mẹ. Thật vậy, như lời tổ sư Ấn Quang chỉ dạy, sinh con ra nếu không phải do hiền mẫu, bước vào đời biết thành bại ra sao, giúp chồng dạy con là trách nhiệm bậc lữ lưu, chớ bương bãi theo cành mà bỏ gốc. Từng lời giảng của quý thầy đã giúp chúng con, giúp bao gia đình tháo gỡ được những vướng mắc khó khăn trong cuộc sống. Chúng con như vỡ òa trước những lời chỉ dạy ân cần và rất đỗi gần gũi, nhưng cũng rất sâu xa và vi diệu của quý thầy. Kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, những đạo lý ấy chúng con sẽ không thể tự mình thực hành nếu như không có những người cận kề dạy bảo, không có người rộng lượng yêu thương dìu dắt chúng con bước qua những lầm lỗi. Trong suốt những ngày tháng học tập, nhờ ơn giáo dưỡng của sư phụ và quý thầy trong ban giáo thọ sư mà chúng con như những con chim bé nhỏ được che chở bởi bóng mát bồ đề đại thọ, được sưởi ấm trong ánh sáng của ngọn đuốc trí tuệ, được thơm lây bởi những mùi hương đạo đức của các quý thầy. Vì một thế hệ tương lai, vì mầm non của đất nước mà sư phụ cũng như quý thầy đã phải trải qua bao nỗi khổ, khó khăn, vất vả. Con vẫn thấy một vầng trăng ấm sáng, thầy ngồi trên bàn phẳng lặng, soạn bài trong những tiếng ho khan. Tất cả những hình ảnh về người thầy cứ ngược lặng lẽ, cứ miệt mài hy sinh, dẫu có lúc thân còn ốm bệnh. Tất cả cứ in sâu vào trái tim con, để dầu cho cuộc sống có qua đi bao thử thách, con cũng luôn có một tấm gương sáng để cố gắng tu sửa thân tâm. Bánh xe thời gian cứ quay lặng lẽ, sự dạy dỗ ân cần của quý thầy như gió mùa xuân, như cơn mưa lành khắc sâu mãi trong lòng chúng con. Kính thưa thầy, ơn đức của thầy thật sâu dày vô lượng. Chúng con không biết nói lời gì để diễn tả lòng biết ơn chân thành của chúng con đối với công lao giáo hóa của quý thầy. Cảm ơn thầy đã dạy cho chúng con biết yêu thương, biết khiêm nhường và hiếu kính. Những bài học làm người sẽ theo chúng con suốt cuộc đời. Chúng con nguyện tinh tấn tu học và luôn luôn noi theo những tấm gương sáng của quý thầy để đền đáp thâm ân dạy dỗ của quý thầy đã dành cho chúng con. Tri thức ngày xưa trở lại đây, ân tình sâu nặng của quý thầy, người mang ánh sáng soi đời trẻ, lái chuyến đò chiều sang bến đây, đò đến vinh quang nơi đất lạ. Cảm ơn người đã lái đò hay, ơn này trò mãi ghi trong dạ, người đã giúp con vượt đắng cay. Dù có hàng ngàn hàng vạn lời cũng không đủ để nói hết công lao của sư phụ và quý thầy. Nhân dịp đầu năm mới, chúng con ngưỡng nguyện oai thần của mười phương chư Phật gia hộ cho sư phụ và quý thầy, pháp thể kinh an, tuệ đăng thường chiếu, mãi là người lái đò đưa chúng con về bến giác. Chúng con cũng nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho chư Tôn Đức và toàn thể quý Phật tử đang hiện diện cũng như đang xem trực tuyến qua mạng Internet, cùng tất cả quý chư vị liên hữu đồng tu, thân tâm thường an lạc, trí tánh thường minh, lão thật niệm Phật, một đời cầu sanh cực lạc. Và kính chúc mọi người hưởng một mùa xuân mới tràn đầy an lạc, thanh tịnh. Và chúng con nguyện đem tất cả công đức này hồi hướng cho thế giới được hòa bình, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh được tiêu trừ và muôn loài chúng sanh được an định. Dẫu đi khắp bốn phương trời, cũng không quên được lời thầy khắc ghi. Nam mô A Di Đà Phật. Về tham dự trong buổi lễ khai giảng sáng hôm nay, có một số quý phụ huynh cũng như quý thầy có dâng lên vòng hoa cúng dường sư phụ trong buổi lễ khai giảng. Và giờ đây chúng con xin được kính mời Đại Đức Thích Nhuận Phiên có một dòng hoa dâng lên cúng dường sư phụ trong buổi lễ khai giảng sáng hôm nay. Cung thỉnh thầy. Chúng con xin kính mời cô Tuyết Mai đại diện cho quý phụ huynh dâng lên một vòng hoa cúng dường sư phụ.
Kính mời bạn Đức An, bạn Huệ Bảo có một vòng hoa đại diện cho các bạn nhỏ dâng lên cúng dường sư phụ. Kính bạch quý thầy, kính thưa toàn thể quý Phật tử, chốn xa xôi dân tộc ngàn câu chúc, cầu người luôn mạnh khỏe thật bình an, lòng ghi khắc xứng đáng học trò ngoan, ngày khai giảng muôn vàn điều ghi nhớ. Mỗi buổi giảng, mỗi buổi lên lớp là mỗi niềm vui, mỗi niềm phấn khởi của quý thầy trong ban giáo thọ. Vì lợi ích trăm năm trồng người, quý thầy không ngại khó khăn, gian khổ, soạn từng trang giáo án, sưu tầm từng mẫu chuyện nhân quả, với mong muốn cung cấp cho các em nhiều kiến thức về nhân nghĩa, đạo đức, cho các em một hành trang vững chắc để bước vào đời. Nỗi lòng của quý thầy là thế, tâm trạng của các em thế nào? Kính mời đại chúng cùng lắng nghe bài thơ Xuân về học đệ tử quy do bạn Thu Hà cùng các bạn lớp đệ tử quy trình bày. Kính mời các bạn. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính ngưỡng bái bạch trên sư phụ ân sư, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đại chúng, con tên Nguyễn Thu Hà, năm nay con 6 tuổi, pháp danh Diệu Âm Huệ Bảo, cùng các bạn đệ tử quy thành kính cúng dường bài thơ Xuân về học đệ tử quy. Hôm nay ngày 16 tháng Giêng năm Canh Tý, con cùng bà và mẹ về dự lễ khai giảng lớp học đệ tử quy. Con đi lòng hoan hỷ, chỉ mong có ngày này để gặp thầy gặp bạn. Sau 2 tháng cách xa, kính tạ ân sư phụ, ân quý giáo thọ sư, tâm từ thầy mở lớp, giúp lớp trẻ chúng con còn có nơi tu học, tập học đạo làm con, còn học đạo làm người, học hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa và liêm sĩ. Không phải chỉ lý thuyết, chủ quyết học thực hành, để mai sau trưởng thành, học hạnh thánh hiền nhân, con thành công dân tốt, gốc trí tuệ thánh hiền. Thầy đã truyền cho con, thầy còn dạy chúng con, nên bảo dưỡng thân thể, để thân khỏe mạnh lành, tránh bao điều không hay. Thầy dạy chớ làm sai, chớ gieo nhân bất thiện. Thường xuyên thầy kể chuyện, chuyện nhân quả báo ứng, những gương sáng thầy tổ. Thầy cố gắng dạy con, mong con học gương này, kính lệ thầy tri ân quý hộ pháp đã ban tặng pháp phục, cúc cung mọi tiện nghi, giúp lớp đệ tử quy tịch vật và tịch tài, thêm học cụ đủ đầy, ân quý ngài cao dày. Chúng con lại tri ân bậc phụ huynh chân tình cho con học, lại cùng học chung vui, tránh cảnh chống đánh xuôi, kèn gia đình thổi ngược, mong được bậc cha mẹ không xem nhẹ điều này, cùng quý thầy chung tay khuyên dạy con em mình, cùng với mình tham gia lớp học đệ tử quy.
và giáo dục gia đình, giúp gia đình an vui thật an vui. Xin chư Phật chứng chi, học sinh đệ tử quy, nguyện thực thi lời hứa, hứa tu học tinh tấn, để đáp đền nghĩa ân, và nguyện lúc chung phần Phật Di Đà tiếp dẫn về cực lạc Tây Phương. Kính lời chúc sư phụ pháp thể thầy khinh an, Phật ban thầy quan thọ để lo giúp chúng sanh. Tâm thành chúc đại chúng cùng mừng xuân Canh Tí, cùng học đệ tử quy, gia đình sẽ như ý, như ý thật như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Với bài thơ thật là hay, nên có cô Ánh Nguyệt lên tặng cho bạn một vòng hoa. Xin rồi đúng mời cô. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay nữa đi ạ, để tuyên dương công đức của bạn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên quý thầy, kính thưa toàn thể hội chúng. Lời thầy như nắng ban mai cho con thức giấc mộng dài trần gian. Lời thầy như gió trên ngàn cho con bay giữa vô vàn nỗi đau. Đây là lời bài hát mãi trong tim con, được trình bày bởi bạn Thùy Trang. Kính mời quý vị cùng thưởng thức. Sau vạn thiên tranh pháp sắc son
son màu. Thầy như mây bay trên trời cao, nhẹ nhàng che mắt bước con bão ngày. Thầy dắt đôi tay trao hy vọng, nhẹ nhàng sắp lối con đi trong bình minh. Thầy mang cho con chánh pháp, dạy lòng con biết yêu thương mọi người. Dù mưa giông hay bão tố, tình thầy vẫn nắm bên con lặng thầm. Thời gian đến man vô thường, đường dài muôn lối đổi thay vô cùng, lòng con vẫn luôn 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 ghi nhớ. Dù cho qua muôn kiếp sống, trọn lòng con khắc ghi sâu ơn thầy. Từ hôm nay cho mãi mãi, tình thầy luôn sáng tinh trong dạng ngời. Thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi, mãi theo thầy. Vâng, thưa quý vị, bài hát rất là hay và cảm động, giọng ca thật là ngọt ngào. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay thiệt là lớn, thiệt là dài. Thánh Tệ để ý cái giọng của bạn cất lên, cả khán trường như im lặng. Những cảnh vật xung quanh bắt đầu rung rinh rớt. Nãy cái cánh hoa đang nghe cũng rớt theo. Nên mọi người thấy giọng ca vang lên, mọi cảnh vật đều thay đổi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn chứng minh. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư Tôn Đức chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, ánh mắt người sao quá đổi ân cần, tình thầy trò kết thân như tình bạn. Trồng cây đời là tấm lòng vô hạn, chăm mầm xanh sức chẳng cạn bao giờ. Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người, ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn đã băn khoăn trăn trở, lo cho thế hệ trẻ mai sau bị suy thoái đạo đức đến cùng cực. Ngài đã quyết định thành lập ra lớp học giáo dục gia đình và đệ tử quy, đến nay đã gần 2 năm hoạt động. Nhờ đó mà giúp cho bao nhiêu người đã tiếp cận được với nền giáo dục của Phật Đà, tiếp cận được với những lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Đúng là nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo. Đến tham gia trong buổi lễ khai giảng hôm nay, tập thể lớp đệ tử quy và cả hội chúng xin được thành kính đê đầu khải thỉnh ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn từ bi hoan hỷ, vì tương lai của thế hệ trẻ mà vận chuyển thuyền âm, vì nền đạo đức của xã hội hiện nay mà khai mở từ tâm, vì chúng sanh thời mạt pháp mà ban bố lời sách tấn cho chúng con, lấy đó làm hành trang trên bước đường học Phật của mình. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư Tôn Đức Tăng Ni. Ngài kính thưa toàn thể chư vị liên hữu hiện diện có mặt tại Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất, cũng như đang online trực tiếp qua trang web vualuongtho.vn. Hôm nay là ngày 9 tháng 2 năm 2020, nhằm ngày 16 tháng Giêng năm Canh Tý. Hiện giờ là 9 giờ 16 phút sáng giờ Việt Nam,
Giáp Nhàn đang có mặt tại Pháp hội Niệm Phật A Di Đà, Quan Âm Tịnh Thất, Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam và A Di Đà Phật. Thưa quý vị, buổi sáng hôm nay trong một ngày tiết trời trong sáng ấm áp, Pháp hội Niệm Phật A Di Đà khai giảng lớp học đệ tử quy. Chương trình vừa qua Giúp Nhàn cùng chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử lặng mình nín thở nghe các bạn trong lớp đệ tử quy do quý thầy Thánh Tuệ, thầy Nhuận Minh, thầy Nhuận Phiên cùng các thầy sắp xếp một chương trình, làm Giúp Nhàn rất rất bất ngờ và cảm động. Quý vị có cảm xúc không ạ? Chúc mừng cho ai hôm nay có mặt tại Pháp hội cũng như đang online trực tiếp để hưởng thụ chương trình khai giảng lớp học đệ tử quy. Và đây là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Trong dịp đầu năm xuân Canh Tý, Giác Nhàn thực sự trong lòng hoan hỷ vô cùng vì quý thầy hôm nay cũng khá là trưởng thành, sắp xếp những công việc mà Giác Nhàn đã ôm ấp cô mang bao nhiêu ngày tháng, đó là lớp học giáo dục gia đình của bộ sách giáo dục gia đình pháp ngữ của tổ sư Ấn Quang, mà Giác Nhàn đã dày công in ra cũng khá nhiều, 5.000 bộ sách này. Thì đây là một cái nền tảng, nếu không giáo dục giống như cây không rễ, mong có trái có hoa thì không bao giờ có trái có hoa được. Nếu không giáo dục gia đình mà mong gia đình đó, xã hội đó, làng nước đó và thiên hạ đó để được thái bình thì không bao giờ có đạo lý này. Quý vị công nhận không? Nhưng mà giáo dục gia đình phải cắm cái gốc từ đâu? Cha mẹ dạy con cái trở thành thiện nhân, hiền nhân, thánh nhân. Công đức trong cõi đời này không có công đức nào sánh kịp. Đây là lời tổ sư Ấn Quang chỉ dạy. Nếu không dạy dỗ con cái thành thiện nhân mà trở thành ác nhân, thành người tiểu nhân, nghịch tử, phá gia chi tử, thì cái tội trong cõi đời này không có tội gì lớn bằng. Sanh con không khó, dạy con khó nhất. Trong buổi sáng hôm nay, trong lòng mạc nhân Giác Nhàn thấy cái hoàn cảnh này, thấy cái pháp hội này, thấy cái sự khai diễn đầu năm khai giảng, chúng tôi trong lòng thực sự hoan hỷ tán thán quý thầy giáo thọ trong lớp đệ tử quy, cũng như các em, cũng như các vị phụ huynh đã phối hợp với nhau hòa tấu, không có chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Bài thơ hồi nãy có câu này là chúng tôi tán thán bé Đức An với bé nhỏ đó lên, bé Bảo lên cho thầy một tí. Nghe cái tiếng Hà Nội trong trẻo nha, hai con có chống đánh xuôi kèn thổi ngược không? Chắc không đâu ha. Câu này dễ hiểu mà hay thâm thúy.
ngôn ngữ rất là bình dị, văn giả nhưng mà sâu sắc vô cùng. Chồng thì nói kiểu này, vợ nói kiểu kia. Chồng làm kiểu này, vợ làm kiểu nọ. Chồng suy nghĩ kiểu này, vợ suy nghĩ kiểu khác. Gọi là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Ở trong nhà mình có thành thật mà đó là có đúng không? Thời Phật còn tại thế, lắng nghe mỗi chuyện này. Trước khi nói cái mẫu chuyện này, hai đứa bé Đức An đọc cái bài thơ Xuân Về Năm Canh Tý vừa rồi đây làm cho mọi người ở người Việt Nam ở xa quê hương, họ rơi nước mắt, họ nhớ về quê hương và nhớ tỉnh thất Quan Âm. Một lần được về tại tỉnh thất ngồi trong ngày đầu xuân năm mới để tham dự cái không khí của xuân. Nhưng mà họ qua Mỹ, Úc, Canada rồi các nước trên thế giới hầu như không có được cái mùa xuân này. Cho nên cái bài thơ này đi vào lòng họ, để lại cho họ những cái cảm xúc rất là sâu lắng. Cái gì cho Đức An chẳng có tay. Cái bài thơ thứ hai đó là bài thơ Xuân Về Học Đệ Tử Quy. Cậu bé Diệu Bảo, bé đọc làm cho cái cảm xúc chúng tôi nó muốn rơi nước mắt. Sao trí nhớ của bé xuất sắc, thuộc cái bài thơ thiệt dài, và trong đó nó chuyên chở và truyền tải những cái thông tin đạo lý của Phật, của Thánh Hiền, làm chúng tôi rơi nước mắt. Mừng vì có những đứa trẻ tương lai sẽ hiền tài cho đất nước, là hiền nhân của đất nước. Đó là nỡ đến công lao của các bậc cổ thánh tiên hiền, các vị thầy trong lớp giáo thọ đã dày công trong gần 2 năm qua mà các bé đã trưởng thành. Tuy rằng thân tuổi thì còn bé, mới có 6 tuổi, nhưng mà tâm thì đã có thiện căn phúc đức nhân duyên nhiều đời rồi, phải không quý vị? Nếu tâm của bé không có thiện căn phước đức nhân duyên, bé lên chùa bé nói con chán lắm, con không thích chùa đâu, con thích chơi với bạn bè, con thích bắt cá, đá gà gì đó, bắt dế. Mười đứa trẻ, hết 9 đứa lung quang nghịch ngợm. Sao lại có những đứa trẻ như vậy vào trong cái pháp hội, vào trong chùa để chịu ngồi lắng nghe học đệ tử quy thì không phải bỗng không. Có những người năm 60 tuổi, 60, 70 tuổi hôm nay nghe đến đệ tử quy bắt đầu mới giật mình tỉnh ngộ, thấy mình đã đi xa và sai đường, quá xa, quá xa, bắt đầu trở lại, khó vô cùng. Măng đã thành tre rồi, uống lại khó vô cùng. Còn hai đứa trẻ này là đang còn măng, phải không? Măng tơ, măng non, uống rất dễ. Chúc mừng cha mẹ của các vị có những con em được học lời dạy cổ thánh tiên hiền, tương lai nó là hiền tài của đất nước. Nếu có tài mà không có hiền á, thì người này gọi là tiểu nhân, là ác nhân. Đúng không quý vị? Vì lo cho con thất nghiệp, sợ con thất nghiệp đưa vào để mà học có được chức nghiệp, chứ không lo, không lo sợ thất đức. Sợ thất nghiệp chứ không lo sợ thất đức, thì đứa con này là kẻ gian ác, là ác đức, không dùng được trong xã hội, không dùng được. Hai đứa bé này là người mà chúng tôi cảm giác trong đầu xuân năm mới đem vào một cái không khí cho pháp hội và trên toàn thế giới, nhất là cái cảm xúc của chúng tôi lớn sâu dày qua hai cái bài thơ truyền tải những cái lời Phật dạy và lời cổ thánh tiên hiền, sẽ rất rất nhiều người cho con em mình bắt chước hai vị, tuy rằng trẻ mà chúng tôi cho là Bồ Tát biểu pháp.
hai con sướng. Trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Nếu ai tránh được cái chuyện mà trống đánh xuôi kèn thổi ngược thì phải nghe cái mẫu chuyện này, lắng nghe cho kỹ và làm cho bằng được. Thời Đức Phật còn tại thế, có hai vị tỳ kheo sống một mùa hạ cũng như mười mùa hạ. Mùa hạ vào rằm tháng 4 đến rằm tháng 7, 3 tháng. Thì hai vị này sống một đời sống phàm hạnh. Phàm hạnh tức là giới luật tinh nghiêm, và sống không phiền hà với nhau và với mọi người. Không phiền hà tức là đời sống rất thanh tịnh, phàm hạnh, lục hòa. Rồi Đức Phật nghe tin được điều này cho mời hai vị tỳ kheo đến. Thì hai vị này đến thì Đức Phật tán thán giữa đại chúng và hỏi nguyên do gì trong nhiều mùa hạ mà hai vị tỳ kheo sống một cuộc sống phạm hạnh lục hòa, không có một cái sự tranh cãi. Thì hai vị này mới nói như vậy, lắng nghe. Ý của sư huynh con, tức là ý của con. Rồi vị sư huynh mới nói, ý của sư đệ con, tức là ý của con. Hai người cân ý à? Còn mình, ý của bà không phải ý của tôi, thì có chuyện đúng không? Và ý của ông không phải ý của tôi. Từ nơi bất hòa là từ cái ý trong suy nghĩ không đồng quan điểm, đúng không? Mà cái không đồng quan điểm đó tri cho đến nguồn cội, đó là cái gì? Đó là ngã chấp. Ta là đúng, người khác là sai. Ta là giỏi, người khác là dở. Thì đó là ngã chấp. Núi không cao, ngã chấp mới cao. Biển không sâu, ngã chấp mới sâu. Chính cái ngã chấp mà phàm ngã này nè, thì nó đưa mình vào trong tam đồ ác đạo. Một đời không bằng một đời. Đây là ngã chấp, là phàm ngã. Còn nếu mà mình đi vào trong chân ngã, mình sống được với chân ngã, chân tâm, thì con người này không còn đúng sai phải trái tốt xấu nữa, mà họ chỉ tùy thuận chúng sanh vô quá ngại. Niết bàn sanh tử vốn không hai. Phiền não là sanh tử, thanh tịnh là niết bàn. Họ vượt ra khỏi thanh tịnh và phiền não khổ đau, tâm họ như bất động. Chuyện này khó làm, mà hai vị tỳ kheo này làm được. Không còn cái ý niệm riêng tư nữa. Huynh nói sáng nay đi khất thực 8 giờ nha. Sư đệ kêu dạ vâng ạ. Sư đệ nói mình đi khất thực về rồi mình trồng rau nha. Sư huynh nói vâng ạ. Các vị đó không nói tiếng Bắc, nhưng mà mình chắc nghĩ tiếng Bắc nó dễ nghe. Vâng ạ. Còn ông chồng ông nói sáng nay đi chùa nha, kêu dẹp đi chợ đã. Đó là trống đánh xuôi kèn theo ngược. Thì có cớ gì đâu, đi chùa xong rồi về đi chợ chứ có sao đâu. Lục hòa kính mất hết rồi, không còn nữa. Thì trong nhà vợ chồng lục đục tranh cãi, thì con cái nó học theo cái hạnh của mình. Thì gia đình này không loạn, đất nước này không loạn là cái chuyện lạ, đúng không? Vì cái gốc của xã hội là gia đình mà. Cái gốc của đất nước là xã hội mà. Cái gốc của thiên hạ là đất nước mà. Cái gốc của gia đình là tấm thân mà. Cái gốc của cái thân là cái tâm mà. Mà tâm này bất hòa, tâm này không tôn kính lẫn nhau,
thì tâm bất an, thân cũng sẽ không an, bệnh hoạn. Ấn Tổ dùng danh từ là tâm bị thiên lệch, bị thiên lệch, thiên về tài sắc danh thực thì ngũ dục, thiên về tự tư tự lợi danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần, bị thiên lệch, nó lệch ra khỏi cái chân thường, cái pháp thân thanh tịnh, cái tánh đức nó lệch khỏi. Thì bây giờ phải làm sao? Bây giờ phải tu đức. Tu đức từ đâu? Từ nơi ta mà làm. Từ nơi ta là từ nơi tâm mà làm. Tâm phải cách vật, ngăn chặn được vật dục. Hiếu để, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ, tam tòng tứ đức, những lời thánh hiền trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Thầy Nhuận Minh bắt đầu sẽ dạy trong năm nay giáo dục gia đình, thầy Nhuận Phiên dạy. Nhuận Tuệ đang có một số những công việc, bắt đầu vào mùa hè thầy sẽ tiếp tục dạy. Những cái lời của quý thầy dạy, Giác Nhàn nghĩ rằng các cụ 70-80 tuổi, 50-60 tuổi, nam nữ cũng đăng ký vào trong cái lớp học này đi. Vì sao vậy? Vì những điều quý thầy nói, đứa bé lên 5, lên 6 biết, nhưng ông già 60-70 tuổi làm chưa được. Vì sao làm chưa được vậy? Nó nghe chỗ này. Vì ý chí nó không có kháng cự nổi thói quen gọi là tập khí. Thói quen tập khí gọi là nghiệp lực. Nghiệp là thói quen được lặp đi lặp lại nhiều lần. Nó có một cái sức mạnh vô hình. Hút thuốc hút quen rồi bỏ không được. Uống rượu quen rồi bỏ không được. Ăn thịt quen rồi bỏ không được. Đi chơi la cà hàng xóm, nói chuyện năm trên năm dưới quen rồi bỏ không được. Quýnh cờ tướng quen rồi bỏ không được. Đây gọi là thói quen. Nó có sức mạnh mà ý chí không chống lại nổi. Thì bây giờ phải làm sao? Phải học lời thánh hiền, để trong lòng, ôm ấp trong đó, giữ khăng khăng trong đó. Thì lời thánh hiền có một cái năng lực tạo thành một sức mạnh của tâm lực. Cộng lại chư vị thánh hiền hộ trì, độ trì cho mình, gọi là tha lực của thánh hiền. Cộng lại với pháp lực, đó là lời thánh hiền nói, mình hàng ngày nung đúc, học hỏi và quyết phải thực hành để làm biện pháp cho gia đình và cho xã hội. Từ từ nhen nhúm mỗi ngày không gián đoạn, thì người này sẽ làm được lời dạy thánh hiền. Hôm nay mà quý vị ngồi đây để lắng nghe mà có một cái niềm vui cảm xúc, thì đây là nhân duyên thân bằng nhiều đời rồi. Không phải bỗng không mà ngồi đây, không có nhân duyên mà ngồi đây được. Sáng nay nghe một cái mẫu chuyện mà trong lòng giữ lại, và hôm nay lên phải nói cho quý vị nghe. Ấn Tổ có kể cái mẫu chuyện này. Khi kể cái mẫu chuyện này, chúng tôi mới chiêm nghiệm cái mẫu chuyện này, thì con người bình thường không dễ gì nghe được lời Phật, lời thánh hiền. Phải có nhân duyên á, sâu dày. Tăng thượng duyên, sở duyên duyên, vô gián duyên. Thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, tới cái làng đã giáo hóa, họ không nghe, họ còn phỉ báng, họ không thích nghe một chút nào hết. Đức Phật nhập đại định, nhìn thấy vô lượng đời kiếp xa xưa, Ngài Mục Kiền Liên có nhân duyên với các vị này. Thì Đức Phật mới sai Ngài Mục Kiền Liên đến cái làng đó một cái, vừa nhìn thấy Ngài Mục Kiền Liên là họ hân hô, họ hoan hỷ, họ vui vẻ. Ngài Mục Kiền Liên nói cái gì họ cũng nghe hết trơn, và họ lấy đồ ra họ cúng dường. Còn Đức Phật là họ không nghe, họ không cúng dường. Đức Phật là bậc mà phải nói là phước trí mà vẹn toàn, Ngài Mục Kiền Liên làm sao bằng. Nhưng mà lại không có nhân duyên với một cái làng này, cho nên giáo hóa không được. Thì các vị đại đệ tử như Ngài Xá Lợi Phất mới nói rằng, vì sao như thế? Đức Phật có thể nói giữa đại chúng cho đại chúng biết được không? Thì Đức Phật mới nói như vậy. Nhiều đời kiếp trước,
Ngày một Kiền Liên là tiều phu lên trên núi đốn củi, thấy một bầy ong nó bay tản mát, bị người ta lấy mật cho nên nó hoảng sợ, nó bay tản mát. Thì ngày một Kiền Liên mới nói rằng: các vị ong này đều có Phật tánh, tham sống sợ chết, làm loài súc sanh, không biết khi nào làm lại được loài người và có thể tu hành thành Phật. Tôi nguyện khi tôi chứng đắc, tôi thành đạo, tôi sẽ độ cái đoàn ong này. Phát nguyện như vậy thôi. Thì mãi nhiều đời kiếp về sau thì ngài Mục Kiền Liên quả thực đến cái làng đó. Thì cái làng đó là cái bầy ong lúc mà ngài Mục Kiền Liên làm tiều phu lên núi đống củi á, có phát cái nguyện đó đó, cho nên bây giờ lại độ được. Thì Đức Phật là bậc đại trí đại giác đại phước, nhưng mà cái duyên với cái làng đó, với cái bầy ong đó không có duyên, cho nên nói không được. Thì bài học gì rút ra? Bài học rút ra đó là hôm nay gia đình của mình có mặt ở đây và đang coi trực tiếp, cũng như những cái đĩa chúng tôi khi làm xong đó, những người họ ngồi họ coi họ thích thú, đó là đời trước cũng là ong là dế là kiến gì đó. Hiểu không? Hoặc là cha mẹ mình á, hoặc là thân bằng mình á, chứ không phải tự nhiên bỗng không họ tới họ ngồi họ nghe đâu. Nghe là chuyện khó rồi đó, làm là còn khó hơn. Đức Phật nói họ không nghe, cái làng đó họ không nghe. Mà vì sao ngài Mục Kiền Liên nói nghe? Là do ngài phát cái nguyện lên là ngài phải độ cái đoàn, cái bầy ong này. Mãi về sau bầy ong này làm người trở lại ở trong một cái làng đó, ngài đến ngài độ. Thì như vậy, một cái tia sáng mở ra, đứa con có duyên với mẹ sâu dày, cho nên đứa con đó phải vào trong bụng mẹ. Thì người mẹ có cái duyên hơn người cha để mà dạy đứa bé này. Thì bây giờ người mẹ này phải làm gì? Phải ở nhà lo cơm nước giặt giũ thay chồng dạy con. Vì họ có duyên đi vào ở trong người mình, thì cái duyên người mẹ với người con sâu dày vô cùng, sâu dày hơn người cha. Cho nên có những đứa con mẹ nói con nghe mà cha nói con không nghe, mình thấy là bình thường, bởi vì mình không có duyên với nó, và cái duyên với nó quá là cạn mỏng. Đức Phật nói còn không nghe, mình là nghĩ lý gì đâu. Thì thôi hoan hỷ, thôi tôi giao cho bà lo đi, bà chăm sóc nó đi, tôi kiếm tiền về, hai đứa mình phối hợp nhau. Có nói được tiếng nói này không? Hay là tôi với bà cùng đi kiếm tiền, nó làm gì đó nó làm. Miễn sao lớn lên nó có một cái tài sản do mình kiếm tiền mình để lại cho nó, nó có một cái nghề nghiệp giám đốc, kỹ sư, bác sĩ gì đó, nó có một cái nghề, nó lập một cái gia đình tốt, vậy là yên rồi. Mong hoa trái mà không có bón phân tưới nước cái rễ, chăm sóc cái rễ, mong cho nó đạt được cử nghiệp, công thành danh tội, bác sĩ, kỹ sư, làm ông này bà nọ, đi khắp nước trên thế giới, có một gia đình yên ổn. Muốn là như vậy, nhưng mà cái gốc đã bị mất gốc rồi. Mất gốc đó là lời dạy nhân quả, quả báo, lời dạy cổ thánh tiên hiền không có, thì làm sao nó làm được chuyện này? Dẫu cho nó làm được cái chuyện lớn lao đi nữa, là tỷ phú đi nữa, là đa tài đi nữa, nhưng kẻ này là kẻ hạ ngu bất tiếu. Vì sao là hạ ngu bất tiếu? Vì đứa người này không phải là thiện nhân. Mà đã là thiện nhân thì người này phải làm cho được 10 điều thiện. Người này phải có được cái tư chất đó là hiếu dưỡng cha mẹ, có lòng thương với người và lòng thương tất cả các loài vật, và làm cho được 10 điều thiện, thì đây gọi là thiện nhân. Hồi tối quý thầy ngồi rất là đông, coi cái đĩa chúc Tết của Hòa Thượng Tịnh Không, cũng như là cái đoạn Ấn Tổ nói về cái bệnh dịch đó, nguyên do từ đâu,
từ sắc sanh cũng như là Hòa Thượng Tiến Hóa nói về cái công đức trì thần chú đại bi để mà tiêu tan bệnh dịch. Có cái làng đó bị bệnh, hồi nãy quý vị có nghe đó, ngày đến ngày trì 108 biến một thời gian ngắn, cái làng đã hết bệnh dịch. Mắt phàm mình không thể nào thấy được, và không cái trí phàm mình không thể nào suy nghĩ được cái thần chú công đức của thần chú của câu Phật hiệu bất khả tư nghì, chỉ có chư Phật cùng chư Phật mới là tán thán tướng lưỡi rộng dài thuyết thành thật ngôn, phương đông phương tây phương nam phương bắc phương dưới phương trên tán thán bất khả tư nghì công đức vô tác diệu lực của thần chú đại bi, của danh hiệu Quan Âm, của danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, mà mười phương chư Phật đều đồng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Vì Đức Phật A Di Đà nói khi con thành Phật là mười phương chư Phật tướng lưỡi rộng dài thuyết thành thật ngôn tán thán pháp môn niệm Phật, là tán thán danh hiệu của con. Cho nên dạy cho người con trở thành thiện nhân không phải dễ, dạy cho người con trở thành hiền nhân khó lắm, dạy cho người con trở thành thánh nhân không phải dễ. Mà nếu nó không phải là thiện nhân, là hiền nhân, là thánh nhân á, thì dầu cho nó có trí đi nữa thì trí đó là trí của phàm trí, kẻ trí dùng trí để phá cái cõi này, chế ra bom nguyên tử, chế ra những cái gì mà tối tăm nhất có thể một tiếng đồng hồ giết bao nhiêu trăm ngàn con bò, con vịt, con heo, con dê, con để họ thi thố cái tài năng của họ. Cho nên ông Tổ nói kẻ trí dùng trí để phá, kẻ ngu dùng dục để quậy. Họ không có cái tài năng thì họ dùng cái ham muốn để họ trộm cắp, đầu đường, xó chợ, làm cho cha mẹ khổ đau. Họ muốn một cái gì đó mà cha mẹ không cho là họ làm mình làm mẩy, họ khóc lóc, họ làm cho rối loạn lên, thì người kẻ ngu dùng dục để phá. Hai cái câu này nếu là phàm mà không dạy nó là thiện, là thánh, thì nó phải rớt vô hai cái trường hợp này. Một là ngu, hai là trí thôi. Nếu mà ngu thì sao? Nó phá không bằng trí, nhưng nó làm loạn thôi chứ nó không bằng kẻ trí. Kẻ trí nó khôn ngoan, họ dùng những cái phương tiện thiện xảo để làm cho con người hưởng thụ. Thôi, chúng tôi qua bên Mỹ thấy, không biết sao họ làm cái miếng thịt bò mà họ ép ở trong một cái bịch ni lông á, mà máu tươi nhìn vô nó ngon quá trời luôn á. Ngon không phải là mình muốn ăn nó ngon, nhưng mà họ làm nhìn vô là thèm liền. Nếu không phải là ăn chay, nhìn vô là bảo đảm là thèm liền. Họ ép nhựa lại, họ để máu nó rỉ, trời ơi nó nhem thèm ngon biết cỡ nào mà kể không. Họ làm tài lắm, cung cấp cho con người từ những người trí này dùng trí để phá. Đó là chúng tôi nói chung chứ không nói ai cả, nhưng mà điều tất cả đều có nhân quả. Hiện giờ nó chống trả lại không được, nó thua mình rồi đó. Nhưng mà mai sau sẽ thấy cái cảnh thọ mạng hết, nó theo nó đòi mình, thì lúc đó mình mới thấy cái cảnh là hải hùng run sợ, lông tóc dựng đứng, kêu cha gào mẹ, không ai cứu vớt. Vì khởi hoạch tạo nghiệp đã trở thành quả báo rồi. Khởi hoạch đó là tư hoạch tham sân si mạng nghi, kiến hoạch đó là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Khởi hoạch gọi là khởi tâm động niệm lên, rồi gì? Tạo ra nghiệp sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu, làm 10 điều thiện, thì người này không thọ quả báo là chuyện lạ. Chuyện lạ. Nhưng hiện tại bây giờ họ chưa thọ quả báo, họ đang hưởng phước, họ hưởng si phước, họ làm ác, họ sát sanh mà sao tiền vô phơi phới, gia đình họ đang phát đạt, đó là cái phước đời trước. Họ đã gieo trồng, bây giờ họ đang hưởng cái quả. Cái nhân có đời trước họ làm rồi, bây giờ họ hưởng cái quả. Là nhân họ biết bố thí tài cho nên bây giờ họ làm ác. Họ không biết bố thí một đồng mà họ vẫn có tiền đầy, làm tỷ phú. Thì con người này đời trước họ đã tích lũy rồi, chưa tới một đời, chưa hết một đời này thì thân bại danh liệt, nhà cửa tiêu tan.
gia đình lụng bại, vô đường cùng khốn khổ. Lúc đó mới gì tha thiết để mà gì cầu một chút tiền bạc để sống cũng không có, vì lúc mình có những người khác cần mình không chịu bố thí cúng dường ban phát cho họ, thì bây giờ mình nghèo khổ đi vô con đường cùng cũng không ai giúp cho mình đâu, chỉ có gia đình mình giúp cho mình, mà gia đình cũng tiêu tan tán đường, sụp đổ hết trơn rồi. Bởi vì lúc còn hiện thời mình chỉ lo cho gia đình, không biết bính bên ngoài. Thì bây giờ gia đình vô đường cùng thì gia đình mình cũng gì, không có gia đình nào khác giúp đâu. Đó là đạo lý nhân quả, phải dạy con cái mình dạy từ điều này cho nó biết. Giờ chúng tôi muốn nói cái điều này. Đất nước loạn lạc, thiên hạ bất an là do gia đình không khéo dạy dỗ con cái. Gia đình khéo dạy dỗ con cái thì đất nước sẽ an định, thiên hạ thái bình, thiên tai lũ lụt ôn dịch đẩy lùi, hiền tài bắt đầu dấy lên. Mà dạy thì dạy con gái là điều thiết yếu quan trọng. Ông Tổ hay nhắc, vì nếu không có hiền mẫu thì không có hiền nữ, không có hiền thê, không có vợ hiền, không có con hiền. Cũng như là vàng lỏng mà đổ vào cái khuôn méo thì chắc chắn vật được đúc ra thì là méo mó. Nếu vàng lỏng đổ vô trong cái khuôn đẹp, trước quý vị nhớ thời chúng tôi còn nhỏ là cha mẹ làm bánh thửng á, biết bánh thửng không? Bánh thửng bánh in không? Bỏ bột vô xong rồi bỏ trứng gà vô đánh cho nó thiệt đều ra, rồi bắt đầu đổ nó vô trong cái khuôn, cái bắt đầu nó phồng lên thành cái bánh thửng, ăn nó thơm nó ngon. Vì có trứng gà cho nên ăn ngon. Mà trứng gà không có nhiều nó không có nở. Nó làm cục bột à. Bỏ một chút bột nở vô, bỏ một chút trứng gà vô, bột quậy 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 đổ vô cái khuôn cái bánh thửng nó nở ra. Nhưng mà nếu là cái khuôn làm bánh thửng nó méo thì ra nhìn cái bánh thửng nó khó coi. Cái khuôn bánh in nếu mà nó méo, người ta làm bằng một cái khúc gỗ rồi đục vô, chạm vô đủ kiểu, con này con nọ, bông này bông nọ mà đổ vô, mà cái khuôn nó sắc sảo thì cái bánh in đưa ra nó đẹp vô cùng. Đạo lý này nằm ở chỗ nào? Cha mẹ là thiện nhân, học lời của thánh tiên hiền thì người con này là phải là hiền nhân, đúng không? Mà vì sao bây giờ nó trở thành người lung quang nghịch ác? Nó không nghe nữa, muốn làm gì nó làm. Lý do từ đâu? Từ nơi mình không có biết, từ nơi thai giáo. 9 tháng 10 ngày thai giáo quan trọng vô cùng. Giờ chúng tôi đang nói cái điều này cho những cô trẻ, những người còn sanh đẻ nha. Nhưng mà các cụ cũng phải nghe về để mà nhắc con cái cháu chắc mình à. Chứ không phải mình không còn đẻ nữa, mình không nên nghe chuyện này nha. Ở trong này ai còn không còn đẻ nữa giơ tay coi. Thầy cũng không biết ai đẻ hay không đâu biết được chứ. Có một người phụ nữ không đẻ là biết ai không? Gọi là thạch nữ, là người phụ nữ đá, biết không? Cục đá đẻo ra người phụ nữ có đẻ được không? Gọi là thạch nữ. Và ai nữa không đẻ? Người giữ lòng trinh không lập gia đình. Có một cô đệ tử của Ấn Tổ là Liên Anh. Liên Anh, Liên Anh gọi là thạch nữ. Liên Anh giống như thạch nữ, không đẻ, không có chồng sao đẻ. Nhưng mà Ấn Tổ nói con không có chồng mà đẻ quan á. Biết đẻ quan không? Không có chồng mà đi lang chạ để sanh có con đó thì tội gấp trăm lần người có gia đình. Nếu giữ lòng trinh được, không lập gia đình thì phước báu và thọ mạng và con người này đặc biệt sẽ siêu vượt hơn người có chồng gấp trăm ngàn lần. Ta sợ con không có đầu mà không có đuôi, bước đầu giữ lòng trinh nhưng về sau tâm phàm tâm dâm khởi lên không giữ được, tội lắm nhân con.
có một đệ tử của Ấn Tổ là Liên Anh. Liên là hoa sen tinh khiết, Anh là tinh anh, hoa sen tinh anh tinh khiết, là ngài đặt là Liên Anh. Thầy giáo bắt đầu từ đâu mà làm? Bắt đầu từ người mẹ. 9 tháng 10 ngày người mẹ này phải làm gì? Thứ nhất, không ăn những thứ tanh tưởi. Tanh tưởi là gì? Là thịt, là cá, là tôm, là cua, là nước mắm. Nước mắm nó cũng tanh, làm từ con cá. Có cô đó cô nói: thầy ăn chay ăn nước mắm được không thầy? Kêu sao ăn được. Kêu nước mắm nó có con gì trong đó đâu. Kêu làm từ con cá. Mà kêu trời kỹ vậy hả thầy? Con ăn sữa dầu không có quen, sao thấy nó chát chát, nó lạc lạc. Con ăn miếng nước mắm nó mặn mòi mà nó ngon. Kêu ừ ngon đi, ngon đi. Rồi vài bữa nữa thọ mạng hết rồi thôi, nó hành cho tơi tả te tua tàn tạ rồi. Cái miệng nó chu vô con cá rô cho coi. Con cá khi mà chặt nó làm mắm nó vậy đó. Thì sao? Thì khi chết nó như con cá rô. Có cô ở dưới Sài Gòn làm cái hồ, mua mấy con cá sống mang về đẻ đó cho nó bơi bơi bơi. Muốn ăn con nào ra bắt ăn liền, cái hồ làm cạn không nửa mét dễ vớt chứ sâu không có vớt được. Trời, khi chết trong người vẫy nó lột lên, nó lở ra giống như là cái con cá mà khi mình lột vảy nó. Và suốt ngày cái mỏ cứ rên mà chu cái mỏ lên, như con cá mà khi chặt đứt ra một cái nó đau quá nó chu cái mỏ lên. Cho nên cái nhân quả của đạo Phật mình phải nói là nó tuyệt. Nếu mà dạy con cái điều này thì làm sao nó dám sát sanh? Bản thân mình cũng sát sanh mà kêu nó không sát sanh là làm gì có cái đạo lý đó. Bản thân mình cũng sát sanh mà mình dạy nó không sát sanh thì không thể nào được. Hồi sáng chúng tôi ngồi ăn cơm với quý thầy ở khu chiên tu, chúng tôi mới nói là thầy thì chưa phải là thánh hiền Bồ Tát Phật, là một người phàm phu có duyên nghe được pháp của Ấn Tổ. Cho nên thầy không hút thuốc thì các thầy cũng không được hút thuốc. Thầy không uống bia thì các thầy cũng không được uống bia. Thầy không đi rong riêu chỗ này chỗ nọ không có lý do chính đáng thì các thầy cũng không được đi như vậy. Còn nếu mà mình làm trái lại đó thì mình phá thanh quy, không được. Nói được phải làm được. Nếu làm không được bèn chẳng chịu nói. Vì sao mình nói được mà con mình không làm được? Là bởi vì mình làm không được. Rồi lấy lời của mình để giáo hóa thì có sự tranh cãi, đúng không? Còn nếu bản thân mình làm được không nói, nó bắt chước à? Nó bắt chước. Chút nữa chúng tôi kể cái chuyện này. Cha làm không được nói con nó ngổ nghịch, nó sưng sổ. Cha lúc quay trở lại làm được, bắt đầu nó theo, không nói mà nó theo. Ấn Tổ dùng một câu rất hay, dùng lời nói để giáo hóa có sự tranh cãi, dùng thân để giáo hóa thì gì? Họ thuận theo. Đạo lý này sâu lắm nha. Nghe qua cố gắng về chiêm nghiệm thực hành thử. Lời của Tổ, chúng tôi chỉ nhắc lại thôi, lời của Tổ là khuôn vàng thước ngọc rồi, không phải là lời của phàm phu nói đâu. Thà giáo lắng nghe. Không nên nghe bác sĩ nói cái thai này nó yếu, cái thai này, cái tim thai nó yếu, bây giờ phải ăn con này con nọ vô, ăn chất dinh dưỡng có canxi vô, mua xương ninh hầm cho cái thai này, nó dưỡng thai cho nó khỏe ra. Không nên nghe, không nên nghe. Những người này thực sự thì họ có những cái khả năng của họ về trị liệu thân bệnh vân vân, nhưng mà về nghiệp báo thì họ phải học lời thánh hiền, dám chắc là như vậy. Nếu họ học lời, không học lời thánh hiền thì họ nói chặt lắm, chặt lắm. Hãy lắng nghe nè. Mang thai ăn những chất tanh tưởi bị quả báo nè. Lắng nghe nè. Năm 2011 chúng tôi qua Mỹ xong rồi ghé Canada, tới chùa Linh Sơn của Thượng Tọa Trí Thoát giảng xong rồi lên Toronto, rồi ghé Montreal. Thì có một cái cô này cổ mời về nhà, giảng xong rồi cổ mời về nhà. Hai vợ chồng lấy xe con bên đó, thì nhà nào cũng có xe, lấy xe bốn bánh ô tô chở chúng tôi về nhà. Mới ngồi ngủ một đêm xong sáng mai cổ mới kể ra cái sự tình của cổ. Nhờ nghe được đĩa cho nên nó khuây khỏa nỗi lòng, nhưng mà quả báo đó phải vẫn phải chịu. Lắng nghe nè. Lắng nghe lời Tổ nói khi thai giáo là mang thai không nên ăn những chất tanh tưởi, là con này con nọ,
ăn những loại súc vật, chỉ nên ăn rau củ, ăn những loại thực vật. Thì có nói khi có về quê lại ở miền Tây, lâu quá, năm 2011, giờ 9 năm mà cô không nhớ cái tỉnh nào ở miền Tây. Cô nói về miền Tây thì qua Canada lúc trước đi vượt biên lâu quá rồi không về lại. Khi mang thai đứa bé gái đầu tiên thì ông chồng ông nói quá, thì sắp xếp cái công việc của công ty may mặc á, có cái xưởng may, rồi về lại thì gặp ông cha chồng. Và ông cha chồng thì có cái khả năng hay thi thố. Những người mà họ có khả năng gì mà họ họ có khả năng ở trong đó, ví dụ họ chữa viêm son đi, thì đi đâu không nói bắt sâu viêm son đó mà, ví dụ vậy. Hoặc giả là họ có khả năng gì đó là họ hay phô trương cái khả năng, tài năng của họ. Mà ông này có khả năng là hầm thuốc bắc với bồ câu. Thì ông nói rằng là cái bài thuốc bắc mà hầm với bồ câu á thì thai nhi nó rất là tốt, ba đã làm nhiều người rồi. Đứa con gái lâu ngày về thì sao, thấy cha chồng nói như vậy thì thôi, nể chồng, khi nể chồng thì nể cha chồng luôn, thì im lặng không nói gì cả. Mà lúc đó cũng không biết đạo, không biết sát sanh, cũng không có biết lời của tổ hay là Phật dạy là mang thai là tránh những chất tanh tưởi, ăn con này con nọ bị quả báo. Thì người sống bình thường bên ngoài họ nghĩ giết con này con nọ ăn là chuyện bình thường, ai cũng giết đó mà. Thì cuối cùng ông bắt con bồ câu non, ông vô ông lựa, bởi vì đứa con về cũng có tiền cho nên ông sốt sáng ông làm. Ông lựa ông bồ câu non thì ông biết làm gì cái đầu tiên không? Đạp hai cái cánh của nó xếp lại trên cái chân của mình. Một tay thì cầm cái đầu, một tay thì cầm con dao, cứa ngang cái cổ nó cho nó chết đó. Thì khi mà ông cầm cái đầu vậy nè, thì vô hình chung cái đầu nó quay vô mặt của cô đó. Thì khi mà bóp cái cổ nó lại thì con mắt nó trợn lên vậy đúng không? Nó trợn mắt lên nó nhìn cổ vậy nè. Ông cứa, máu nó chảy ra. Thì cô này có một chút căn lành, tự nhiên cô rùng mình, cô thấy sao tội nó quá. Nhưng mà vẫn bị quả báo. Nếu mà mình ngăn chặn lại, mình không muốn thì nó đỡ. Nhưng mà cái điều này cô cũng thích. Tuy rằng thấy tội nhưng mà nghe ông nói ăn cho đứa bé này nó bỏ. Cuối cùng con bồ câu này dãy đạch, nó đạp hai cái chân ra cũng không được. Ông đạp cái cánh nó rồi, một chân kia ông đạp hai cái chân nó nữa. Một chân này ông đạp hai cái cánh, tay này thì cầm cái đầu. Thì con nhỏ con người ta làm sao mà cựa nổi phải không? Hết đường cựa rồi. Cắt cái đầu nó xong, bỏ vô trong cái nồi nước sôi sẵn đó, chụm vô một cái, rút hết lông của nó ra, mổ bụng đồ xong xuôi hết rồi, hầm thuốc bắc đưa cho cổ ăn. Mà con này cũng có căn lành, ăn đến đâu tự nhiên cứ cảm giác thấy cái lúc mà giết nó, con mắt nó trợn lên, nó nhìn nó, cổ hơi rùng mình. Xong rồi sự việc đã trôi qua, xong rồi đúng không? Bồ câu giết đã xong, ăn cũng đã xong. Nhưng cái gì còn lưu động lại, đó là nghiệp báo. Nên nhớ chỗ này. Khi ăn cắp tiền của người ta, bị người ta nặng thì bắt tù, bỏ tù. Mà sau khi tù xong 5-3 năm xong là xong phải không? Cái đó là xong, chỉ hiện tượng giới thôi. Còn nhân quả sâu thẳm phải trả thôi. Giết con bồ câu ăn xong là xong đúng không? Nhưng mà không xong đâu. Bắt đầu nó theo nó báo oán. Cổ kể làm sao nữa cái gì? Bắt đầu đứa nhỏ ở trong này nó khác thường. Nó đạp, nó dãy, nó dùng, nó ốm ngén, biết ốm ngén không? Nó đòi ăn đồ chua, nó cạp đất nó ăn, nó làm tùm lum hết trơn. Chưa giết con bồ câu thì không sao, mà khi giết bồ câu hầm thuốc bắc ăn là ở trong đó nó bất thường liền. Bắt đầu từ cái thai đó nó bị cái quả báo của con bồ câu đó bắt đầu xui khiến. Quả báo kinh khủng thiệt. Và đến lúc sanh nó ra khó sanh vô cùng, phải mổ nó lấy ra. Nó làm mình phải đau đớn, giống như là mổ con bồ câu sao, thì cái bụng mình phải mổ lại như vậy để lấy đứa bé ra. Và khi đứa bé nó ra là nó khóc, nó khó chịu vô cùng. Và lớn lên mới có 13-14 tuổi là đi theo trai ở, nói nó không được nữa. Và cuộc sống của nói nó cứ mở mắt nó trừng trừng, nói nó không trả lời, nó cứ trừng trừng. Như con chim bồ câu cái lúc mà cắt cổ nó trừng trừng con mắt như vậy. Ghê gớm, quả báo sắc xanh tàn khốc. Ăn thì ăn xong rồi cũng như miếng rau thôi, đâu có gì đâu. Dầu nó bỏ một chút xíu đi nữa mà cái nghiệp báo của cái thai nhi đó thọ mạng hết thì nó cũng phải chết trước khi sanh ra. Dầu mình không phá nó cũng gì, nó sảy thai. Không thấy cái đạo lý này. Rồi cuối cùng gì,
lộn xộn gia đình không ổn, và thêm một đứa con trai kế tiếp, sanh đứa con gái 1-2 năm sau ra thì đứa nhỏ thứ hai ra, thì khi sanh nó ra thì nó nằm im cho đến lúc bắt đầu lớn lên biết đi, là nó cái đầu nó không được bình thường, nó đụng cái gì nó cũng đập, nó đụng cái gì nó cũng phá, mà nhốt nó trong phòng đóng cửa thì nó đập râm 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 râm, không cách nào mà nhốt nó trong đó được, mà đưa nó ra là nó gặp chén bát, nó gặp cái gì nó đập cái đó. Đi nhà thương điên cũng đâu có được đâu, tội nó quá. Thì cứ chấp nhận nó đập cái gì, nó phá cái gì là phải chịu cái đó thôi. Thì cổ nói lúc đó gia đình bắt đầu lộn xộn, con ở nhà cứ chăn hai đứa này, thì ông xã ở trên xưởng may bắt đầu lèo tèo với các cô khác. Rồi gì? Gia đình lộn xộn con không quản lý được rồi, cái bắt đầu ông đòi ly dị, gia đình bắt đầu tan nát. Tan nát. Khi mà tan nát cái người mà phá hạnh phúc đó rồi, ông biết ông quay lại thì bây giờ con cái cũng gì, bị nghiệp báo. Một đứa thì đi theo trai mới 15, 14, 15 tuổi, còn một đứa thì bị như vậy. Tài sản thì bây giờ không còn cái gì nữa hết. Hai vợ chồng ngồi cứ khóc thầm. Vì lý do gì? Không hiểu đạo lý nhân quả, không biết sát sanh là nguy hại. Gia đình bây giờ bắt đầu đi vô đường cùng, bắt đầu gặp được Phật Pháp. Gặp được Phật Pháp, con nói trong tâm thức con coi trong cái đĩa mà con thấy con về nằm mơ, con thấy con đứng trước tượng Phật A Di Đà Tam Thánh, con đứng bên ngoài, con nhìn vô con nghe thầy giảng. Hôm nay thực tế con gặp được thầy, thầy có cách nào để cứu vãn cái tình thế gia đình con? Thì chúng tôi nói là an vui, hoan hỷ, thuận theo mạng trời, thuận theo quả báo, hoan hỷ, không trách móc, không buồn phiền, bắt đầu làm lại từ đầu, đó là phóng sanh, ăn chay, niệm Phật, hồi hướng, gia đình sẽ có tín hiệu tốt. Câu hỏi bao lâu? Nếu thực làm 3 tháng thấy bình an, 3 năm có kết quả. Cô này cổ kêu cổ phải làm hết đường rồi. Tài sản cũng tan tành theo mấy khói, con cái thì bây giờ một đứa thì lung quang đi theo trai, còn một đứa thì bị bệnh như vậy. Chồng thì gì? Theo người khác không được, trở về lại đây thì cuối cùng sao? Gia đình đổ nát hết. Thì 10 gia đình hết 9 gia đình như thế này. Thì gia đình đã như thế này thì xã hội cũng gì? Không an, không an ổn chút nào. Bây giờ mình ngồi trong này, mình phải làm gì cho đạo Pháp, cho xã hội, cho gia đình và cho thiên hạ? Phải làm gì? Từ nơi tâm của mình bắt đầu hiếu kính mọi người, thấy người đó đáng bậc cha mẹ mình, phải tôn kính người đó giống như cha mẹ mình, thấy người đó đáng là chị, tôn kính như chị của mình, thấy người đó đáng là anh, mình tôn kính phải như anh ruột của mình, lấy lòng tôn kính tột cùng đối nhân xử thế, đối người tiếp vật. Thấy người đó là em của mình, là em trai của mình thì phải tôn kính, quý kính như em trai ruột của mình. Bữa có cái cô đó, cô giáo bữa nay cũng có mặt, do trường nghỉ học cho nên cô đưa mẹ cô qua đây, có hai đứa con rất ngoan, học đại học xong ở Sài Gòn. Có một đứa thì có người yêu rồi, hỏi đứa kia có người yêu không, nó kêu con không, chưa có muốn người có bạn trai, nhưng mà cái đứa bạn trai á, họ cứ theo con, họ nhỏ hơn con 2 tuổi mà họ cứ kêu con là em không à. Thì giấc nhàn mới nói, ủa sao em được, con lớn hơn 2 tuổi, con nó là phải em con chứ. Nhưng không biết cô này có kêu nó là anh không nữa đây. Thì như vậy sao? Mình không dùng được cái tâm, lắng nghe này, mình không dùng được cái tâm luân lý đạo đức. Luân là luân thường, đâu là anh, đâu là em, đâu là cha, đâu là lớn tuổi, đâu là nhỏ tuổi, phân định nó rõ ràng, luân thường đâu ra đó. Đây là vợ mình, kính như khách, ai làm được điều này? Hay là đã có vợ mình rồi còn lan chạ? Phá vỡ hết luân thường,
Hiếu bỏ mất luôn. Có một cái gia đình đó bên Mỹ, cô này cổ kể mà chúng tôi nghe rùng mình. Ấn Tổ nói thời này con dâm mẹ giết cha đoạt tài sản anh em là chuyện có. Mình tự nghe trong văn sao nói là mình nghe không biết ở đâu có, mà cuối cùng bây giờ lại có, mà đến tai mình nữa chứ. Cái cô gọi điện về, cô khóc, cô nói cả tiếng trong điện thoại. Gia đình con loạn lạc, loạn ly, luân thường bỏ mất hết. Anh con đi casino, casino hết tiền hết bạc về, bắt mẹ con phải bán nhà bán cửa hết. Mẹ con thuê nhà phải bán nhà bán cửa để trả, chứ không thôi là sổ hộ đen đến để xử lý thanh toán. Rồi bắt đầu vô con đường nghiện ngập xì ke ma tí, mượn tiền cái cô đó. Mà cái cô đó cổ ghét mẹ con lắm. Cô nói bây giờ nếu không trả đó thì gì, cổ sẽ tìm xã hội đen hoặc tìm những người khác đến để mà hành quyết, tức là giết. Còn nếu không thì phải về làm cái chuyện ăn nằm với mẹ của ông đó thì tôi từ từ lấy tiền. Thì cuối cùng đứa con trai về phải ăn nằm với mẹ thôi. Trời, nó khóc gì mà nó khóc. Nó khóc tơi tả luôn. Thì thầy nói có gì đâu mà khóc, cũng là nhân quả. Mẹ con là người thực sự là hiền mẫu thì làm gì có hiền tử. Nếu mà thực sự là hiền mẫu thì làm gì có ác tử đó, phải là hiền tử chứ. Và đời trước mẹ con nhiều đời cũng có gây ảnh hưởng đến cái chuyện ăn nằm với anh con, bây giờ phải trả quả báo thôi. Đột hết tài sản anh em và coi như rối loạn toàn bộ trong gia đình bên Mỹ á. Điều này là sự thật. Thì từ đâu? Từ thai giáo. Thai giáo không nghiêm túc thực sự mà làm. Thai giáo là 9 tháng 10 ngày. Nếu người mẹ đó mà niệm Phật ăn chay, tâm đó là gì? Là chánh tâm thành ý. Thì người mẹ này có một cái năng lực, đó là cái tư chất của con người mẹ này. Tư chất của người mẹ này là hấp thụ cho đứa con. Đứa con sẽ hấp thụ cái bẩm tánh của người mẹ này, thì người con này sẽ là hiền thiện. Vì tư chất của người mẹ đang là học lời thánh hiền, đang niệm Phật ăn chay, làm lành lánh dữ, thì hấp thụ và người con được cái sự bẩm thụ của người mẹ rất lớn, quan trọng trong cái việc thai giáo. Tôn thỉnh sư phụ cùng toàn thể hội chúng khởi tâm hướng về để hồi hướng. Nguyện đem công đức này